Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 14. Chương 131, không rõ thành phần. Trong mảnh sân khá đơn sơ nằm cạnh xương phòng ở hậu viện Cửu Lý Miếu, từng đống nhỏ những mảnh vụn màu trắng đang nằm phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, tỏa ra từng đợt mùi hương cháy. Dưới túp lều cách đó không xa, một gã trung niên mặc áo ngắn đang gối đầu lên hai tay, nằm ngáy o o. Người này chừng 35 tuổi, dáng người trông có vẻ không khỏe mạnh lắm, đôi gò má trên khuôn mặt vuông vức hơi hõm xuống, một đôi tai to đón gió nhìn khá bắt mắt. Trên một gian phòng cách đó không xa, ống khói đang phun ra từng đám khói trắng, giống như trong phòng đang đốt nấu thứ gì đó. Đúng lúc này, một lão giả mập mạp người vận áo bào lụa đỏ bước vào cửa sân, đảo mắt nhìn khắp trong sân một lượt, xong cũng không bước vào mà chỉ ho nhẹ một tiếng. Một tiếng ho của lão nhất thời khiến gã trung niên mặt chữ điền đang nằm ngáy o o trong lều rùng mình tỉnh giấc. Sau khi dùng đôi mắt nhập nhèm nhìn rõ hình dáng người tới, gã trung niên kia lập tức tỉnh hẳn, tươi cười nói, tiểu nhân bái kiến trụ trì đại nhân. Sao hôm nay đại nhân lại tới đây, ta đang phơi vụn cây bách nên sân hơi lộn xộn, biết sớm thì ta đã dọn dẹp một chút. Lão giả mập dùng khóe mắt mang đầy ẩn ý liếc nhìn Ô Tang một chút, xong mới lên tiếng nói, Ô Tang, ngươi ở đây vừa làm hương, vừa có thể đi ngủ, hài lòng lắm nhỉ. Để trụ trì đại nhân chê cười, ngài yên tâm, cái khác tiểu nhân không dám nói, cái vụ làm hương này ta làm từ nhỏ tới lớn, bây giờ nhắm mắt cũng làm được. Ô Tang vẫn hì hì cười nói, hừ, nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ của ngươi, nếu không phải nể mặt cha ngươi, ta sao lại để cho ngươi ở đây, còn cho ngươi ăn uống. Lão giả mập hừ một tiếng, tức giận nói, cái này chẳng phải là vì còn nợ trong miếu không ít hương sao, ta ở trong miếu dưới ngay mí mắt ngài làm hương gán nợ, như thế không phải ngài sẽ yên tâm hơn còn gì. Ô Tang gãi gãi đầu, lúng túng đáp, tiểu tử ngươi còn nhớ thì tốt. Còn nửa tháng nữa là sẽ tới ngày tế tự khuyển nha thần hàng năm, ngươi nhớ đừng có làm lỡ việc của ta. Thời gian nay chăm chỉ làm hương cho ta, không được ta cho phép thì không được rời khỏi sân này nửa bước. Lão giả mập chợt đổi giọng ra lệnh. Ấy ra cái này, trụ trì đại nhân, việc làm hương ta nhất định sẽ làm đủ số lượng, đảm bảo không ảnh hưởng lễ tế, còn vụ cấm túc ở đây thực sự hơi quá rồi. Nửa năm qua ta chưa lần nào giao thiếu hương mà. Ô Tang ầm ầm phản đối. Ồn ào cái gì? Ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại trong miếu đang có người tìm ngươi, ta đã che giấu giúp ngươi rồi. Ta mặc kệ ngươi trước kia ở bên ngoài còn thiếu nợ bao nhiêu, nếu ngươi đem phiền phức vào trong miếu thì chớ trách ta không nể tình. Lão giả mập nghiêm giọng nói, cái gì, không lẽ ta bại lộ tung tích rồi? Không thể nào. Ô Tang lập tức nhảy dựng lên. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt đi. Lão giả mập vứt lại một câu rồi phất tay áo rời đi. Vi, lão già ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn không phải nhắm vào tay nghề làm hương của ta, lợi dụng lúc xưởng hương của ta thiết hổ trấn không hoạt động mà nâng giá hương. Ta cũng là bị ma quỷ xui khiến, nếu không phải năm đó lão âm thầm cấu kết với Chư Du Cha, lừa ta chạy trốn theo con đường mà hắn chỉ thì làm sao có thể bị lão bắt lại. Đợi khi lão giả mập đã đi xa, Ô Tang mới chỉ tay ra ngoài viện, nhỏ giọng chửi mắng. Sau khi lải nhải chửi mắng mấy câu, Ô Tang ngáp một cái, khệnh khạng bước chân chữ bát quay trở lại dưới túp lều, định bụng nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi gã còn chưa kịp nằm xuống, một tiếng ho nhẹ lại từ phía sau truyền tới. Lão nhân gia, ngài sao? Ô Tang giật bắn người, lòng âm thầm kêu khổ, chỉ lo mấy lời mình vừa nói bị lão giả mập nghe được. Kết quả khi gã quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy trong sân chẳng biết từ khi nào có thêm một thanh niên mặt mày thanh tú. Thân vận thanh bào, tuổi chưa tới 20, đang cười mà như không cười nhìn về phía gã. Ai? Ai phái ngươi tới? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, chỗ này là Cửu Lý Miếu, chỉ cần ta hô một tiếng là sẽ có người đến ngay. Ô Tang đầu não nhanh chóng suy tưởng, kết hợp với lời lão giả mập vừa nói, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Ô Tang phải không? Đừng căng thẳng, chúng ta chưa từng gặp nhau, ta cũng không phải đến đòi nợ. Viên Minh ôn tồn giải thích, ngươi là người Trung Nguyên, ta đúng là không biết ngươi, cũng chưa từng nợ tiền người Trung Nguyên nào. Vậy mục đích ngươi tới đây rốt cuộc là gì, làm sao lại biết ta ở đây? Ô Tang sau khi cảnh giác quan sát Viên Minh mấy lần, trong lòng mới hơi thả lỏng. Ta ở Thiết Hổ Trấn có nghe qua đại danh của Ô Tang tiên sinh,
biết ngươi giỏi làm hương nên đặc biệt tìm tới học nghệ. Còn chuyện tung tích của ngươi, chỉ cần còn ở lại trong miếu này, ta tự có cách riêng để biết, ngươi có thể cho đó là nhờ khuyển thần chỉ dẫn. Viên Minh cười đáp, ở Thiết Hổ Trấn mà biết ta ở đây chỉ có mình Chư Du Cha của Sơn Hà Đổ Phường, ngươi hỏi được từ chỗ hắn. Ô Tang hỏi, đúng vậy, để moi được tung tích của ngươi từ chỗ, ta quả thực đã phải tốn mất một phen công phu. Viên Minh vừa cười vừa nói, ngươi thực sự muốn học làm hương. Nhìn bộ dạng của ngươi không giống kẻ thiếu tiền, chỗ hương này dù không rẻ nhưng cũng không phải thứ quý hiếm gì. Ô Tang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Viên Minh, trong lòng vẫn có chút không tin. Viên Mỗ đã tới đây thỉnh giáo ngươi, dĩ nhiên sẽ nói rõ, ta nghiên cứu làm hương là để làm ra loại hương giống như cây hương này. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lấy cây hương đen kia ra, đưa tới. Ô Tang nhập lấy cây hương đen, quan sát kỹ càng mấy lượt rồi đưa lên sát mũi hít hà mấy cái. Cây hương này nhìn không có gì đặc biệt, mùi cũng không khác lắm so với những loại hương khác, muốn phỏng chế cũng không khó lắm. Gã ngẩng đầu nhìn Viên Minh rồi nói. Nghe những lời này xong, Viên Minh không những không vui mừng mà còn cảm thấy hơi thất vọng. Cây hương đen này khẳng định bất phàm, nếu không thì làm sao có thể phát huy được sự thần dị của lư hương. Phải biết rằng, trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã thử không dưới mấy trăm loại hương, thậm chí trong số đó có tới mấy chục loại có hình dáng bên ngoài gần như giống hệt hương đen kia. Vẫn xin các hạ chịu khó nhìn kỹ thêm, xem có thể nhìn ra vật liệu tạo nên cây hương này. Viên Minh không cam tâm, tiếp tục hỏi. Hương Nam Cương đa số làm từ gỗ bách, dùng gỗ tân hương, đông quỳ và hương liệu phụ thêm vào, màu sắc chủ yếu là vàng và đỏ. Loại hương đen này đúng là ít thấy, lấy kinh nghiệm của ta thì cả Nam Cương này chỉ có khu Tháp Lý là có loại hương đen này. Tiểu hữu mua cây hương này ở đó sao? Ô Tang nghe thế liền nhíu mày, cẩn thận quan sát một lát rồi ngẩng đầu hỏi. Ta ngẫu nhiên tìm được nó trên một lư hương cổ trong một ngôi miếu rách nát, bây giờ tìm không được cây nào tương tự nữa. Viên Minh cười khổ đáp. Vậy ngươi còn nhớ được lư hương kia hình dáng thế nào không? Tượng thần được thờ phụng trong miếu trông thế nào? Từ những thứ đó có thể đoán ra được là miếu thờ của tộc nào, tiếp đó tìm ra thêm manh mối. Ô Tang có vẻ hơi thất vọng, hỏi tiếp. Viên Minh nhìn Ô Tang một chút rồi miêu tả sơ lược hình dạng của lư hương, điểm này hắn không cần che giấu. Về phần đồ án thái cực và những hoa văn trên lư hương đều bị lược bỏ, không đề cập tới. Từ mấy cái ngươi kể thì vẫn không phân tích được gì, xem ra phải cầm cây hương này đi nghiên cứu kỹ càng mới được. Mà chuyện này cũng tốn không ít thời gian, trong khi tế tự khuyển nha thần nửa tháng nửa tới rồi, ta thời gian này đúng là hơi bận. Ô Tang nhíu mày, nói với vẻ hơi khó xử. Làm phiền Ô Tang tiên sinh để tâm thêm, đây là một chút lòng thành, không thành kinh ý. Viên Minh lấy một cái túi nhỏ ra, nhét nó vào ngực áo Ô Tang. Túi nhỏ lắc lư phát ra những tiếng leng keng do đồng tệ và ngân tệ đập vào nhau. Ô Tang nhìn túi nhỏ, thoáng kinh ngạc xong lập tức nở nụ cười, nói, gia tộc ta đời nào cũng thích nghiên cứu, nếu không cũng không thể trở thành thế gia chế hương kéo dài trăm năm. Ta dù bận nhưng cũng thể lười biếng, nhất là loại hương đen này đã khiến ta cảm thấy hứng thú. Có điều lời khó nghe nói trước, thế gian có vô số loại hương, khả năng của ta dĩ nhiên cũng có hạn, nếu cuối cùng vẫn không cách nào phỏng chế được hương đen này thì xin ngươi chớ trách. Lấy khả năng của Ô Tang tiên sinh, nếu nỗ lực hết mình tin chắc sẽ có đột phá. Nếu thực sự có thể phỏng chế ra loại hương đen mà ta cần, ta còn có thâm tạ khác. Viên Minh mỉm cười nói, tiểu hữu quả là người sảng khoái. Yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ nỗ lực hết mình. Ô Tang trong bụng nở hoa, cười lớn vài tiếng rồi hăng hái nói, còn nữa, không, biết các hạ có thể chỉ ta cách làm hương không? Viên Minh tươi cười hỏi. Chuyện nhỏ, ngày mai ta sẽ dành thời gian dạy ngươi một chút. Có điều quá trình làm hương rất rườm rà, không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Tiểu hữu tốt hơn là ở trong miếu luôn đi, như thế ta cũng tiện dạy cách làm hương cho ngươi. Ô Tang đề nghị, tất cả theo lời Ô Tang tiên sinh. Viên Minh tự nhiên không ý kiến, gật đầu đồng ý. Cây hương đen kia ta phải mang đi nghiên cứu thành phần trong đó một chút. Trước khi đi, Ô Tang mở miệng yêu cầu. Đương nhiên là được. Nhưng đáp ứng rồi, Viên Minh mới đột nhiên phát hiện cây hương trông bình thường này lại cứng cỏi dị thường. Hắn dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích, cơ bản là không thể bẻ gãy được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi ra một chỗ không người, sử dụng pháp lực mới thuận lợi bẻ được một đoạn hương vừa phải,
bởi dài thì tiếc mà ngắn lại sợ không đủ để phân tích. Hắn dùng giấy gói kỹ đoạn hương lại, quay lại sân nhỏ rồi giao cho Ô Tang. Sau khi cáo biệt Ô Tang, hắn đi đến dãy xương phòng phía đông, nơi đây là chỗ ở của người trong miếu. Sau một hồi hỏi thăm, phát hiện còn mấy gian phòng trống. Hắn thuê một gian, ngồi trên giường trong xương phòng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dù tiêu tốn không ít thời gian, nhưng chuyện tìm hương tới đây cũng coi như có chút manh mối. Ô Tang dù có không đáng tin thế nào thì vẫn tốt hơn hắn đi loạn như ruồi mất đầu, ít nhất gã cũng từng học kỹ thuật làm hương mà gia tộc gã vẫn kiêu hãnh vì nó. Ngay từ lúc bắt đầu gã cũng đã biết nghiên cứu với mục tiêu được xác định rõ ràng. Lòng đã quyết ý, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết. Linh khí thiên địa trong thế tục tuy mỏng hơn nhiều so với Bích La Động, nhưng vẫn có thể tu luyện được, hắn không muốn lãng phí thời gian dù chỉ một chút. Sáng hôm sau, Ô Tang đến đúng theo lời hẹn, trong ngực trong ôm mấy cuốn sách trông khá cũ nát. Biết rõ Viên Minh không phải người tới đòi nợ, gã dĩ nhiên sẽ nghĩ cách thoát khỏi cảnh bị cấm túc. Ở đây có mấy cuốn sách liên quan với việc làm hương, ngươi có rảnh thì xem thêm để có cái nhìn tổng quát về việc làm hương. Có điều chỗ này sách này phải tốn tiền mua, 10 đồng tệ một quyển. Ô Tang nói, được, ta mua hết. Chuyện liên quan tới hương đen kia có tiến triển gì không? Viên Minh đưa tiền nhận sách rồi hỏi. Chương 132, chế hương. Chuyện này à, hôm qua, sau khi cẩn thận nghiên cứu, ta mới phát hiện hương này đúng là khá đặc biệt, vật liệu bên trong nhiều hơn xa ta tưởng tượng. Trong đó hình còn có một chút bột khoáng thạch, về phần cụ thể là gì thì nhất thời ta còn chưa nhìn ra. Ô Tang thở dài đáp, dù đã sớm đoán trước, Viên Minh nghe xong những lời này vẫn không khỏi cau mày. Hắc hắc, tiểu hữu yên tâm, nhà Ô Tang ta nhiều đời làm hương, cộng thêm kinh nghiệm làm hương 30 năm của ta nữa, chỉ cần tốn thêm ít thời gian tiếp tục nghiên cứu thì chắn có thể tra rõ phối phương của nó. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi quy trình làm hương cơ bản trước. Cái này cũng phải thu tiền. Thấy rõ thần sắc Viên Minh thay đổi, Ô Tang xấu hổ cười cười, đoạn xoa tay nói. Chuyện này là đương nhiên, tuyệt học gia truyền cũng là tài sản vô hình, xin hỏi bao nhiêu ngân tệ? Viên Minh gật gật đầu hỏi lại. Ô Tang đòi 10 ngân tệ, trả tiền xong, một người bắt đầu giảng, một người thì chăm chú nghe giảng. Ô Tang không hổ là người thừa kế kỹ nghệ gia truyền, có những kiến giải rất độc đáo ở trên phương diện làm hương, dù trông gã bình thường cả lơ phất phơ. Nhưng khi giảng về việc làm hương lại như biến thành một người khác, không chỉ có khẩu tài không tồi mà giảng còn rất dễ hiểu. Viên Minh vốn có trí nhớ khác hẳn thường nhân nên học tập tiến triển khá nhanh, chỉ mất thời gian chưa tới 2 ngày đã có thể nắm vững được 7-8 phần kỹ thuật làm hương gia truyền của Ô Tang. Quy trình làm hương gồm các bước phơi, chưng, nấu, pháo, sao, nướng, sấy khô, mài và cuối cùng là ép thành hình. Mỗi bước đều cần phải nắm vững một số kỹ xảo nhất định, hơn nữa nếu sử dụng vật liệu khác nhau thì những trình tự này cũng sẽ khác. Quả thực là phải học hành qua nhiều năm tháng thì mới có thể nắm vững. Nhưng thân là tu tiên giả, Viên Minh tự nhiên có thể làm được nhiều chuyện mà thường nhân không thể làm, ví dụ ngay trước mắt là hắn dễ dàng nắm vững quy trình làm hu ông. Cửu Lý Miếu Hương Hỏa Cường Thịnh lại có xưởng làm hương riêng, các loại nguyên liệu làm hương chỉ cần bỏ tiền là có nên rất tiện cho hắn. Viên Minh sau một hồi thử nghiệm, chỉ mấy ngày đã có thể làm ra cây hương đầu tiên. Trong đó bao gồm mấy loại vật liệu khả thi mà Ô Tang suy đoán, còn những thành phần khác thì do hắn căn cứ vào suy tính của mình mà thêm vào. Cây hương này có màu vàng đất, tuy có mùi khá giống cây hương đen kia nhưng ngoại hình lại khác rất xa. Viên Minh ở trong xương phòng gọi Lư Hương ra, cắm cây hương vàng vào rồi châm lửa. Ngọn lửa trùm lên cây hương vàng, rất nhanh đầu cây hương tỏa ra khói xanh, nhưng Lư Hương vẫn không có phản ứng gì, không khác gì so với những lần thử nghiệm trước đây. Viên Minh không đặt bất kỳ hy vọng gì vào nó nên lập tức rút ra, ném vào chậu đồng bên cạnh, xong lại tiếp tục thử nghiệm phối phương mới. Sau khoảng nửa ngày, hắn tạo ra một cây hương hoàn toàn mới mang màu vàng nhạt, tiếp đó lại lần nữa châm lửa, những kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Trong một gian phòng khác thuộc xưởng làm hương, Ô Tang cẩn thận đổ một loại bột mịn màu đỏ vào trong một cái bát nhỏ, trong bát đã được đổ sẵn khoảng nửa bát dịch nhầy trong suốt. Tiếp đó, gã lại bỏ thêm một ít bột phấn màu xám, sau đó là phần tài liệu thứ ba. Chỉ trong chốc lát, dịch nhầy trong suốt đã chuyển sang màu xám đen. Ô Tang gật gù như có điều suy nghĩ, đoạn lấy cầm ngọn nến đang cháy ở bên cạnh tới,
đưa ngọn lửa đầu ngọn nến từ từ tiếp xúc với chất nhầy. Vừng, dịch nhầy màu xám đen lập tức bốc cháy, dâng lên ngọn lửa màu xanh lam. Ô Tang lấy từ trong ngực áo ra một cái bọc nhỏ, trong bọc là một đoạn hương nhỏ màu đen, chính là đoạn hương mà Viên Minh đã đưa cho gã. Gã dùng kẹp kẹp lấy đoạn hương, đưa nó tới gần ngọn lửa màu bốc lên từ chiếc bát. Ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện những tia màu tím, trong không khí có thêm mùi cay nhàn nhạt. Bên trong loại hương đen này đúng lý thì phải có vật liệu cùng loại với tân hương thạch, có điều hình như lại có chút khác biệt. Ô Tang thu cái kẹp và cả đoạn hương còn dư lại, trên mặt lộ nét phân vân. Gã cầm cuốn sổ tay ở bên cạnh lên rồi ghi thêm một đoạn. Trên sổ tay có ghi chép 6 loại vật liệu, 4 trong đó chỉ là suy đoán sơ bộ, 2 loại khác bao gồm tân hương thạch, dù có niềm tin vững chắc nhưng gã vẫn cảm thấy hơi phân vân. Đúng là gặp quỷ. Hương đen này không những cứng như sắt, thành phần bên trong còn cổ quái kỳ lạ, chẳng biết tiểu tử kia móc từ đâu ra. Ô Tang không cam tâm thầm oán thán đôi câu. Cho tới bây giờ, gã vẫn chưa thể chắc chắn gì thành phần trong loại hương đen này, đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể xảy ra. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên gã thấy nghi ngờ khả năng làm hương của mình, cảm giác này khiến gã không khỏi cảm thấy hối hận vì lúc trước đã chót ba hoa. Mặc kệ, cứ dùng 6 loại vật liệu thử một chút rồi tính sau. Ô Tang thong thả đi trong phòng mấy vòng rồi nhanh chóng hạ quyết tâm. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với vật liệu làm hương của gã mà suy đoán, vật liệu dùng để chế ra loại hương đen quái dị này hẳn là có khoảng 12 loại, nếu có thể xác minh được một nửa thì có thể bắt đầu thử phòng chế. Hiện tại dù sao cũng đã có phán đoán sơ bộ, không thử một chút thì sao biết có thể thành công hay không, nói không chừng thành công thật thì sao. Có điều trước khi thử nghiệm, gã phải tới báo cho Viên Minh một tiếng. Ô Tang đứng dậy, đi tới chỗ Viên Minh đang ở. Viên tiểu hữu, về hương đen này ta đã có. Gã đẩy cửa phòng ra, nói. Nhưng mới nói được nửa câu, thanh âm của gã chợt nghẹn lại. Chỉ thấy trong phòng, Viên Minh đang cầm một bó hương màu đỏ rực hơ hơ trên ngọn nến, thực hiện bước tạo hình cuối cùng. Hương này là do ngươi làm. Ô Tang mồm hơi há ra. Lấy nhãn lực của mình, gã dĩ nhiên có thể nhận ra bó hương trong tay Viên Minh lúc này rất hoàn mỹ, kỹ thuật gia công đã không kém gã bao nhiêu. Ha ha, đọc sách lại được danh sư chỉ điểm, mấy ngày nay đã tương đối quen với việc làm hương. Viên Minh mỉm cười đáp, Ô Tang nghe xong thì không biết phải nói gì. Kết quả khi gã đảo mắt nhìn qua chậu đồng bên cạnh Viên Minh, thấy 4-5 cây hương nằm sẵn trong đó. Tuy chúng bị đứt gãy nhưng có thể thấy được độ tinh tế không khác mấy so với cây trong tay Viên Minh. Ô Tang không khỏi trợn tròn mắt, Viên Minh làm được. Nhiều hương như vậy cũng nói rõ người này thông minh dị thường. Phải biết rằng, bản thân gã dù không phải vất vả như các bậc cha chú, nhưng cũng phải bắt đầu từ nhỏ. Tốn trọn vẹn 10 năm mới có một chút thành tựu, sau đó trải qua 20 năm nữa mới có được trình độ hiện tại. Kỹ thuật làm hương dù có vẻ đơn giản, thực tế lại là một kỹ nghệ cần tốn rất nhiều thời gian để học tập nghiên cứu. Ấy vậy mà mới qua mấy ngày mà tiểu tử chưa tới 20 này đã nắm vững rồi. Ngoại trừ việc không cách nào tìm ra thành phần chính xác trong hương đen, đây là lần thứ hai gã bị đả kích trong mấy ngày gần đây. Ô Tang tiên sinh, ngươi đang nghĩ gì thế? Tiếng Viên Minh lại lần nữa truyền đến, kéo Ô Tang trở lại từ trong sự ngây ngốc. Khục, không có gì. Về vật liệu trong loại hương đen kia, có 6 loại đã có manh mối, trong đó có 2 loại ta khá chắc chắn. Lấy kinh nghiệm của ta thì có thể bắt thử chế, nên ta đến nói với ngươi một tiếng. Ô Tang ho nhẹ một tiếng, đưa trang giấy ghi chép thành phần cho Viên Minh. Hiểu biết về vật liệu làm hương của Ô Tang tiên sinh quả không tầm thường, có điều việc phỏng chế chi bằng giao cho ta, ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu thành phần hương đen, cố gắng có thêm nhiều tiến triển mới. Viên Minh lộ vẻ mừng vui, lấy một túi tiền nhỏ đưa cho đối phương. Cũng được. Lấy tay nghề hiện tại của tiểu hữu thì việc phỏng chế hẳn không vấn đề gì. Như vậy ta cũng có thể tập trung tìm ra thành phần hương đen. Ô Tang ước lượng số tiền trong túi xong liền khấp khởi mừng vui, dù trong lòng không tự tin lắm với vụ phân tích thành phần tiếp đây nhưng vẫn mạnh miệng đáp. Vậy xin nhờ Ô Tang tiên sinh. Viên Minh nói, Ô Tang không ở lại lâu. Sau khi nói hết những thứ liên quan tới 6 loại vật liệu và những tổng kết trong quá trình phân tích thành phần cho Viên Minh, đồng thời để lại cho hắn 6 loại vật liệu kia, gã liền cáo từ rời đi. Đêm hôm đó, Viên Minh sử dụng 2 loại vật liệu có khả năng cao nhất và 4 loại vật liệu mới chỉ là suy đoán kia,
chế tạo ra một cây hương mới, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Viên Minh không nản chí, vẫn tiếp tục thử nghiệm. Đảo mắt đã qua gần nửa tháng. Trong gian phòng của Viên Minh tràn ngập mùi hương liệu, trên mặt bàn bên cạnh là những cây hương bị vứt ngổn ngang, ít nhất cũng có trên 100 cây. Hắn lúc này đang vô cùng chăm chú chế tạo một cây hương mới. Sau khoảng thời gian tìm tòi này, việc tìm hiểu thành phần hương đen của Ô Tang dù có chút tiến triển, đưa ra được thêm 4 loại vật liệu khả thi, nhưng gã cũng chỉ tương đối chắc chắn về 2 loại trong đó, 2 loại còn lại vẫn chỉ là suy đoán. Riêng về vật liệu chắc chắn 100% thì vẫn chưa có được một loại nào. Tuy vậy, Ô Tang dù gì cũng đã đắm chìm trong việc làm hương nhiều năm, dựa vào màu sắc, hình dạng và mùi của hương đen, gã đã nghĩ rất nhiều cách tìm tới nhiều loại hương liệu cao cấp có phần quý hiếm để thêm vào, từ đó khiến hương được tạo ra ngày càng gần với loại hương đen kia. Điều này dấy lên trong lòng Viên Minh rất nhiều hy vọng. Hương mới rất nhanh đã được làm xong, hiện lên một màu đen tuyền, ngoại hình hay mùi đều không khác gì hương đen. Viên Minh gọi Lư Hương ra, nhanh nhẹn cắm cây hương mới vào rồi sốt sắng dùng nến châm hương. Một điểm sáng đỏ hiện lên trên đầu cây hương, đồ án thái cực bên trên Lư Hương cũng theo đó sáng lên. Viên Minh tim đập thình thịch nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chăm chú nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên đầu cây hương mới. Chấm đỏ lập lòe một lúc rồi chợt tắt lịm, tựa như sao băng vụt qua. Viên Minh thở dài một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tốn nhiều thời gian như vậy, hương hắn làm ra vẫn thủy chung không thể khiến đồ án thái cực phát sinh biến hóa. Hắn đã căn cứ theo lời nhắc của Ô Tang, kết hợp với kinh nghiệm tự mình tổng kết, liên tục đổi không dưới 30 loại vật liệu cao cấp. Gần như thử hết toàn bộ các loại vật liệu làm hương trong miếu mà vẫn không có chút tiến triển nào. Tuy vậy, thân là một tu tiên giả, nhìn từ một góc độ khác thì Viên Minh cũng có thể hiểu được. Hắn đoán vật liệu làm hương đen có thể đều không phải phàm vật, trong khi vật liệu ở đây lại đều là tục vật phổ thông, muốn làm ra loại hương giống hương đen trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Nếu có thể xác định chắc chắn một hoặc hai loại vật liệu trong đó, có lẽ khi ấy mới có tiến triển. Sẽ là gì chứ? Viên Minh cau mày, trầm tư suy nghĩ. Hắn vô tình có được Lư Hương thần bí tại đất Nam Cương, vậy thì vật liệu làm hương đen cũng phải là vật của Nam Cương mới đúng. Nam Cương bao la, chỗ này Bắc vực Nam Cương, nằm giáp Đại Tấn, Nam vực Nam Cương rộng hơn Bắc vực không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ sau này lại tới các tộc ở Nam vực để tìm kiếm một phen? Một ý niệm lóe lên trong đầu Viên Minh, nhưng hắn lập tức phủ định. Thế gian này có ngàn vạn loại vật chất, chẳng lẽ lại đi thử hết từng loại? Hương đen này sau khi thắp lên lại có uy năng như vậy, vật liệu tạo ra nó nhất định bất phàm. Nhưng hắn cũng không thể tìm luyện khí sư lành nghề trợ giúp phân tích, bởi làm thế chỉ sợ cũng khó mà giữ được bí mật. Trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, Viên Minh lại lấy cây hương đen kia ra, nhưng hắn không cắm vào trong Lư Hương, mà đặt trước mặt rồi lần nữa cẩn thận xem xét. Hắn ngưng thần tĩnh khí, mắt nhìn chằm chằm vào cây hương đen, thần thức cũng bao phủ lên nó, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 133, Linh Quang lóe lên. Sau khi cầm hương lên rồi dùng thần thức kiểm tra, hắn vẫn không phát hiện hương này có bất kỳ linh lực ba động gì. Kết quả này giống như nhiều lần nghiên cứu trước đây, tuy có thể chứng minh trong hương không có linh tài nào, nhưng phàm vật trong thiên hạ có quá nhiều loại, làm sao để xác định đây? Hắn lại cẩn thận nhớ từng chi tiết nhỏ trong 2 lần phụ thể trước đây. Viên Minh cứ như vậy ngồi yên lặng, không ăn không uống như kẻ si ngốc. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, một tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Viên Minh lê tấm thân mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Ô Tang đi vào, hưng phấn nói, lần này ta có thể xác nhận thêm một loại vật liệu trong đó, rất giống tùng mộc phấn. Rất giống tùng mộc phấn. Thì ra là thế, Ô Tang tiên sinh vất vả rồi. Viên Minh gật đầu đáp, trên mặt lại không thấy có vẻ vui mừng. Trong hơn 100 lần thử trước đó, hắn đã sớm thêm vào tùng mộc phấn. Mà dù là tùng mộc phấn thật thì phải làm gì tiếp đây? Viên tiểu hữu, thứ cho ta nói thẳng, loại hương đen này của ngươi mới nhìn không có gì đặc, nhưng trải qua thời gian phân tích vừa qua, ta lại cảm thấy hương này không tầm thường. Chỉ cần bỏ thời gian, tâm sức thì chắc chắn sẽ thành công, ngươi đừng lo lắng quá. Ô Tang khuyên nhủ. Nếu nói lúc trước gã giúp Viên Minh thuần túy là vì tiền, nhưng giờ phút này,
gã thực sự cảm thấy vô cùng hứng thú với loại hương đen này. Hương đen xuất hiện cũng khiến lòng cầu thắng trong gã trỗi dậy. Viên Minh gượng cười, thời gian rời tông của hắn có hạn, không thể ở mãi trong Cửu Lý Miếu được. Một khi trở về tông môn, muốn mua nhiều loại vật liệu để tiếp tục thử nghiệm là chuyện không thể. Hơn nữa hắn còn không ít việc phải lo, chung quy là không khả năng phỏng chế thành công hương đen trong thời gian ngắn được. Bỏ đi, về tông môn trước vậy. Tiểu hữu xin ta nghe khuyên một câu. Tâm tư của ngươi có chút gấp gáp không yên, trong khi chuyện làm hương của ta vốn lại là công việc cần tỉ mỉ. Chậm rãi, chỉ bằng ra ngoài giải sầu một chút, đợi tinh thần khôi phục rồi làm tiếp cũng không muộn. Hôm nay trong miếu tổ chức đại điển tế tự Huyền Nhan Thần hàng năm, ngươi có thể tới bái một cái. Thấy Viên Minh im lặng không nói gì, Ô Tang do dự một lúc rồi đề nghị. Viên Minh không có hứng thú gì với chuyện tế bái quỷ thần của thế giới phàm tục, hắn cũng không tin quỷ thần có thật. Hắn lắc đầu, vừa định mở miệng từ chối thì bỗng nghĩ lại, nuốt ngược lời định nói trở lại. Loại tu tiên giả như mình trong mắt người phàm tục chẳng phải cũng được xem như thần tiên trong truyền thuyết sao? Huyền Nha Thần đại nhân ở trong thiên cung trên 9 tầng mây, có thể quan trắc vạn vật, chỉ cần người thành tâm cầu nguyện, biết đâu có thể được ngài để mắt tới, giúp ngươi hoàn thành chuyện làm hương. Ô Tang thấy Viên Minh động lòng, bèn nói thêm. Huyền Nha Thần có thể giúp ta. Viên Minh hỏi lại với vẻ trào phúng. Tâm thành thì linh, cứ thử một lần thì cũng có sao đâu. Ô Tang cười nói. Ha ha, ở trong miếu quấy giày đã nhiều ngày, về tình về lý cũng nên dâng một nén hương. Viên Minh cũng cười nói. Hắn thấy mình mấy ngày nay quả thực có phần trầm mê trong việc làm hương, sắp sửa tẩu hỏa nhập ma tới nơi. Đi, xem bọn họ giả thần giả quỷ một phen để giải sầu, cân bằng lại tinh thần cũng là chuyện tốt. Thế là hắn theo sau Ô Tang, đi tới chủ điện, phát hiện số người tới dâng hương trong miếu nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, một tòa pháp đàn được dựng đằng trước pho tượng Huyền Nha Thần, một người coi miếu mặc trường bào tế tự, đeo mặt nạ đầu hổ đang nhảy múa ở trên đó. Người này lúc thì khua tay, lúc thì múa chân, thỉnh thoảng lại quỳ bái pho tượng Huyền Nha Thần. Viên Minh biết đó là vũ đạo kính thần của Nam Cương. Vũ đạo này chỉ được biểu diễn vào ngày lễ hoặc trong một ít đại khánh điển. Hiện tại đang tiến hành tế lễ, Ô Tang nhỏ giọng giải thích. Viên Minh khẽ gật đầu, lẫn vào trong đám người dâng hương. Trên bàn thờ trước tượng Huyền Nha Thần cắm đầy những cây hương, khói hương chậm chậm dâng lên, ngưng tụ trên khuôn mặt Huyền Nha Thần khiến nó trở nên mờ ảo, càng tăng thêm cảm giác thần bí. Từng đoàn dân chúng Nam Cương nối tiếp nhau bước lên dâng hương rồi thành tâm cầu nguyện. Bầu không khí trang nghiêm bao phủ toàn bộ viện lạc, khiến Viên Minh thân ở trong đó cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn nhớ lại lần phụ thể trên người Vương Thuận, lúc ở bên ngoài miếu hoàng thành nhìn cảnh tượng dân chúng cầu phúc, khi ấy trong lòng hình như cũng sinh ra loại cảm xúc khó tả như bây giờ. Hắn quan sát dân chúng bốn phía xung quanh, thấy ai nấy mặt mày trang nghiêm, thần sắc thành kính, hoặc chắp tay trên trán hoặc đặt nắm tay lên ngực, như thể đang cầu xin điều gì đó, hoặc đơn giản là thể hiện lòng thành kính. Đám đông chậm chậm di chuyển, khách hành hương từng người nối tiếp nhau bước lên, dâng hương kính thần, quỳ bái rồi rời đi. Hết thảy đều trật tự nề nếp, không cần ai phải nói hay làm gì, mọi người đều tuân thủ khuôn phép, không dám ra bất cứ hành động bất kính nào với thần linh. Viên Minh cũng theo đoàn người tiến lên. Khác với những người khác, nén hương trong tay hắn chính là nén hương hắn tự làm, sau khi châm trên ngọn lửa trên cây nến, tỏa khỏi màu xanh trắng kèm một mùi hương khá đặc biệt. Viên Minh học theo bộ dạng những người kia, nâng hương đặt ở chỗ mi tâm, bái tượng Huyền Nha Thần ba bái rồi cắm hương vào lư. Vì dùng lực hơi mạnh nên hai ngón út của hắn đè hẳn vào trong lư hương, dính không ít tàn hương. Sau khi cắm sâu cây hương, Viên Minh chắp hai tay trước ngực, quỳ gối lên bồ đoạn, vừa dập đầu xuống bái, vừa thầm cầu nguyện trong lòng, cha mẹ bình an, tu luyện có thành tựu, gặp dữ hóa lành. Kể cũng kỳ quái, sau khi làm theo nghi thức này, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng vội vàng của Viên Minh đều tan biết, tâm hồn như được xoa dịu, cõi lòng bình yên đến lạ. Sau khi vái lại lần cuối xong, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn bất giác nhìn về phía tượng Huyền Nha Thần ở trên đài cao. Lúc này, pho tượng bị khói hương bao phủ, khuôn mặt sau làn khói càng trở nên mờ ảo. Ngay khi hắn đang sững sờ, trong số dân chúng Nam Cương ở phía sau đã, có người nhỏ giọng nhắc hắn nhường chỗ. Viên Minh bèn đứng lên, đi về phía cửa miếu. Ô Tang đang đứng chờ ở bên đó. Sao rồi? Ngươi có nhận được chỉ dẫn từ Huyền Nha Thần không?
Ô Tang hỏi. Viên Minh lắc đầu không đáp. Có lẽ còn chưa tới lúc, hoặc là Khuyển Nha Thần vẫn chưa cảm nhận được thành ý của ngươi. Ô Tang liếc nhìn Viên Minh một cái, ẩn ý thở dài nói. Tinh thành sở trí, thu tiền bản sự. Có lẽ vậy. Ô Tang, ngươi đã từng nghe được chỉ dẫn từ Khuyển Nha Thần chưa? Viên Minh hỏi ngược lại. Khuyển Nha Thần xưa nay không nói chuyện cùng con người, chỉ dẫn của ngài có thể ẩn trong tiếng gió, giấu trong mây mù cuộn trào, nằm giữa vì sao trong đêm tối, hoặc trong giấc mơ của kẻ lạc lối. Ô Tang hơi ngớ ra, tiếp đấy lập tức cười nói, đoạn văn này gã nghe một người coi miếu hay nói, giờ thuộc lòng nói ra một cách vô cùng tự nhiên. Viên Minh nghe thế cũng không bình phẩm gì, chỉ thản nhiên nói, ngươi có ca ngợi thần hay đến đâu thì thần cũng đâu có nghe thấy. Nếu thần linh nghiệm, ngươi cũng không đến nỗi thua táng gia bại sản, phải trốn ở đây. Nụ cười trên miệng Ô Tang lập tức biến mất, gã thì thào nói nhỏ, không, không, đó là do ta không đủ thành kính. Đúng lúc này, tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên, thanh âm rất có lực xuyên thấu, cảm giác như có thể đánh thẳng vào tận sâu trong tâm hồn. Viên Minh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một người vóc dáng cao lớn, đầu đội mặt nạ đầu chó, thân vận áo choàng rách dưới. Một tay cầm một cái chuông nhỏ bằng đồng, tay kia cầm một thanh kiếm nhỏ bằng đồng rất tinh xảo, đang nhảy cà từng từ bên ngoài đi vào. Giát Long sư huynh sắp nhảy Na Vũ, mau nhường chỗ cho hắn. Nói xong, Ô Tang liền kéo Viên Minh tránh qua một bên cửa. Đám người trong miếu cũng nhao nhao tản ra bốn phía xung quanh, nhường lại khu vực trung tâm. Giát Long đầu mang mặt nạ nhảy tiến vào khoảng trống giữa sân, một bên ngâm sướng những lời khấn khó hiểu, một bên vừa nhảy vừa lắc chuông đồng. Viên Minh tuy có thể nghe hiểu tiếng Nam Cương, nhưng thực tế lại không hiểu được lời khấn mang vận luận và âm điệu vô cùng đặc biệt kia. Chỉ có điều những tiếng chuông với tần suất không nhanh lắm kia lại một lần nữa đánh thẳng vào linh hồn hắn, khiến hắn không khỏi nhớ tới cái chuông màu trắng bạc chuyên thu hồn phách người chết của Bích La Động. Viên Minh xem một lát, xong liền định rời đi thì lại bị Ô Tang giữ chặt lại. Đã xem Na Vũ thì nhất định phải xem hết, đây chính là thời khắc Khuyển Nha Thần giáng lâm, rất hiếm thấy, giờ đi là phạm vào kỵ húy, sẽ có vận rủi rơi xuống đầu. Ô Tang nghiêm túc nói, ta không tin. Viên Minh đáp, một con bạc chuyển cả linh hồn vào sòng bạc lại có một trái tim thành kính sao? Nghĩ đến đây, Viên Minh không nhịn được cười khẽ một tiếng. Trong tiếng chuông vang pha lẫn tiếng khấn nguyện, Viên Minh từ từ đưa ánh mắt đặt vào lư hương bên trên đài. Những cây hương dài cắm trong lư đang bốc khói nghi ngút, từng đoạn tàn hương chậm rãi rơi xuống, đọng lại bên trong lư hương. Tàn hương gần trăm năm qua đều tích tụ trong lư hương trên bàn kia. Hắn không khỏi siết chặt nắm đây, làn da cảm nhận được tàn hương vừa dính vào khi nãy. Giờ khắc này, trong đầu Viên Minh như bị điện giật, lóe lên một đạo linh quang. Đạo linh quang kia lúc này đã hoàn toàn khống chế tư tưởng và hành động của Viên Minh. Một khắc sau, hắn bước thẳng ra, nghiêng người lách mình như cá bơi, xuyên qua bên cạnh Giát Long, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bước tới trước bàn thờ. Giát Long cũng không khỏi ngừng khua tay múa chân, Ô Tang thì nhất thời không kịp phản ứng. Viên Minh không để ý tới những người khác, duỗi một tay ra cắm vào trong lư hương, ngay tiếp đó, chiếc nhẫn chữ vật trong tay hắn lóe sáng thu lấy một chút tàn hương. Xong xuôi hắn lập tức quay đầu chạy ra khỏi quảng trường, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không khí trong đại điện đầu tiên là yên lặng tuyệt đối, ngay sau đấy là một hồi hỗn loạn. Đám khách hành hương mang thần sắc khác nhau, có người ngơ ngác không hiểu gì, có người phẫn nộ chỉ trích, lại có người quỳ rạp xuống đất cầu nguyện, khẩn cần thần minh rộng lượng tha thứ. Tất cả mọi người đều không rõ người thanh niên kia đang làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Có người còn bắt đầu lầm bầm chửi mắng. Giát Long chưa bao giờ rơi vào tình huống này, ngớ người ra, nhảy tiếp không được mà không nhảy cũng không được, nhất thời không biết làm sao cho phải. Ô Tang không muốn bị kim chủ của mình đuổi ra ngoài, đành phải tạm buông bỏ lòng thành kính với thần linh, bước lên cao giọng nói. Chư vị chớ kinh hoàng, có thể hắn được thần minh chỉ điểm, đây là Khuyển Nha Thần phù hộ, lần nữa giáng lâm. Đám người nghe vậy mới ngưng phẫn nộ, nhao nhao quỳ lại xuống đất cầu nguyện, còn Giát Long thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lắc chuông đồng trong tay, chân tay khua múa, lẩm nhẩm khấn nguyện. Chương 134, thành công. Giát Long nhảy Na Vũ, đi đến cạnh Ô Long, tức giận nói nhỏ, chuyện quái gì xảy ra vậy? Giát Long sư huynh, chuyện này cứ để ta xử lý. Ô Tang cũng bất ngờ trước hành động của Viên Minh, vội vàng nói.
Ta từng thấy kẻ kia hai lần, hình như là khách hành hương đi theo Ô Tang sư đệ học làm hương, thế mà lại dám bất kính với Khuyển Nha thần như vậy. Giác Long đầy mặt tức giận, chỉ là có mặt nạ đầu chó che đi nên người bên cạnh không thể thấy. Phá rối pháp hội là hành vi cực kỳ bất kính với Khuyển Nha thần, là thiên đại húy kỵ. Hơn nữa còn khiến y trước mặt nhiều tín đồ đồ như vậy, xém chút thì không đài nổi. Nếu làm hỏng đại điển tế tự quan trọng nhất trong năm của Cửu Lý Miếu, tới lúc bị trụ trì hỏi tội, y e rằng khó mà gánh vác được. Dạ, dạ, ngài bớt giận, sau đây ta nhất định răn dạy hắn cẩn thận, sẽ có đền bù thỏa đáng cho miếu ta, nơi này còn cần sư huynh để mắt, đừng làm ảnh hưởng pháp hội. Ô Tăng nhỏ giọng nói, tối nay sẽ tìm ngươi tính sổ. Người coi miếu Giác Long nhìn, khách hành hương đông đảo bên cạnh, sắc mặt hơi dịu lại, hạ giọng của trách một câu rồi lại tiếp tục khua tay múa chân. Ô Tăng nhỏ giọng xin lỗi một câu, xong liền chạy đuổi theo hướng Viên Minh vừa rời đi. Ở một phía khác, Viên Minh đã về xương phòng, khóa cửa phòng lại. Hắn bày hết những nguyên liệu được chuẩn bị để làm hương lên bài, lấy mấy loại từ trong đó ra, chuẩn bị tiếp tục làm hương. Chỉ có điều lần này hắn có thêm một loại tài liệu mới, chính là tàn hương vừa lấy được từ chỗ đại điển tế tự. Rầm rầm rầm, chỉ chốc lát sau, tiếp đập cửa dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Viên tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại gây rối pháp hội tế tự của Khuyển Nha thần đại nhân? Ngay sau tiếng gõ cửa là thanh âm đầy tức giận của Ô Tang. Bụng ta hơi đau, đừng làm phiền ta. Còn nữa, phần tạ lỗi ta để ở cửa ra vào, ngươi cầm đưa cho Giác Long đi. Viên Minh đè nén sự hưng phấn trong lòng, hô một câu. Bệnh có nặng không? Không nguy cấp chứ? Ô Tang nghe thế, kinh ngạc hỏi dồn. Không sao, có điều bây giờ ta phải nghỉ ngơi một hồi, trước chập tối đừng tới quấy rầy ta. Viên Minh la to. Dứt lời, hắn không đáp thêm gì nữa. Ô Tang đẩy thử cửa phát hiện cửa đã bị khóa trái, chỉ đành dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng chẳng nghe được gì. Gã cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới cửa có một cái túi nhỏ. Gã cúi người cầm túi nhỏ lên, ước lượng trọng lượng, miệng lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng hiểu chút quy củ, sau đó liền quay người rời đi. Trong phòng, Viên Minh hoàn toàn đắm chìm trong việc làm hương. Hai canh giờ sau, gần 10 cây hương đen dài đã được tạo hình, sấy khô, đặt ngay ngắn trên bàn. Viên Minh vội vàng lấy lư hương ra, cắm một cây hương vào trong đó rồi nhóm lửa châm. Một sợi khói xanh chậm rãi bốc lên, đồng thời một mùi hương giống hệt mùi hương đen nguyên bản tỏa ra. Viên Minh lập tức cảm thấy trước mắt mờ đi, cảm giác mơ màng buồn ngủ ập tới. Đồ án thái cực trên lư hương lúc này cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Hữu hiệu, vậy mà thực sự hữu hiệu. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn lúc trước không ngờ lại thực sự có hiệu quả. Viên Minh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, hơn nữa càng lúc càng cười rạng rỡ, hưng phấn suýt chút nửa nhảy dựng lên. Hắn chẳng thể ngờ rằng thứ nguyên liệu mà hắn đau khổ kiếm tìm bấy lâu nay lại chính là nhúm tàn hương trên bệ thần kia. Chỉ là loại cảm giác mừng rỡ này không kéo dài được bao lâu, hắn đã không ngăn nổi cảm giác mơ màng buồn ngủ kia, ý thức liền chìm vào hắc ám. Giây lát sau đó, Viên Minh lại thấy trước mắt có ánh sáng chói mắt chiếu tới, khiến hắn theo bản năng muốn đưa tay che. Nhưng hắn bỗng phát hiện mình cơ bản không cách nào khống chế hai tay, không chỉ vậy, ngay cả việc nhắm mắt hay nuốt nước miếng cũng không thể làm được. Hắn mất quyền khống chế cơ thể mình rồi sao? Viên Minh thầm rùng mình, nhất thời hơi hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại, bởi hắn đã nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Hắn lúc này đang đứng trước một hồ nước cảnh sắc nên thơ, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, cây cối hoa lá được cắt tỉa gọn gàng. Bên kia hồ thấy có một lầu nhỏ hai tầng xây sát mép nước, được trang trí theo lối cổ điển trang nhã, trông đơn giản mà không mất đi vẻ trang trọng. Khoảnh khắc tiếp đấy, trái tim hắn khẽ đập thình thịch. Qua khóe mắt liếc nhìn, hắn thấy rõ gương mặt tuấn tú non nớt phản chiếu trên mặt hồ, chính là vị hoàng đế thiếu niên của Đại Tấn lúc trước. Hoàng đế thiếu niên không mặc long bào màu vàng kim, mà mặc một bộ lễ phục màu vàng tươi, trông khá vừa người. Y lúc này đang nghiêm mặt đứng trung bình tấn, nâng cánh tay phải lên, duỗi thẳng ngón trỏ, đồng thời đưa tay trái nắm chặt cổ tay phải, miệng nói lẩm bẩm. Khi Viên Minh còn đang nghi hoặc, không hiểu vị hoàng đế thiếu niên này đang làm gì, chú ngữ trong miệng hoàng đế thiếu niên bỗng ngừng lại. Ngay tiếp đấy ở chỗ cách nửa tấc trên ngón trỏ tay phải y thình lình có sóng khí dao động, mấy tia lửa lăng không xuất hiện, rồi phùng một tiếng, một hỏa cầu to bằng nắm tay trẻ con chợt hiện ra.
Viên Minh lập tức cảm thấy mặt nóng rát, nhiệt độ xung quanh cũng liên tục tăng lên. Cái này không lẽ là đang luyện tập hỏa cầu thuật? Viên Minh thầm suy đoán. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỏa cầu thuật, cơ bản thì thuật này giống như mộc thứ thuật. Có thể xem là một trong những loại pháp thuật công kích thuộc tính hỏa cơ bản và phổ biến nhất, không ít tu sĩ luyện khí kỳ thân mang hỏa linh căn đều biết. Nhưng hắn vì một vài nguyên nhân nên vẫn chưa luyện được, trong đó nguyên do lớn nhất là vì hắn không có nhiều thời gian để luyện tập lặp đi lặp lại. Hiện giờ hắn phụ thể hoàng đế thiếu niên, dù không cách nào điều khiển được y hành động, nói năng như trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng lưu chuyển pháp lực tại đan điền. Kinh mạch toàn thân y trong quá trình phóng thích hỏa cầu thuật, thậm chí cả chú ngữ được đọc thầm trong miệng cũng nghe thấy rất rõ. Sau khi ngưng tụ ra hỏa cầu ở đầu ngón tay, hoàng đế thiếu niên vẫn chưa định phóng nó ra mà tiếp tục điều động pháp lực trong đan điền. Rót vào trong hỏa cầu kia, khiến nó từ từ to ra, màu đỏ ban đầu dần nhạt đi, có xu hướng chuyển sang màu vàng. Đây đúng là hỏa cầu thuật sao? Tại sao ta luôn cảm thấy có chút cổ quái? Viên Minh nhìn hỏa cầu kia, cảm giác nó hơi khác với những điều mà hắn biết trước đây. Hỏa cầu thuật bình thường cơ bản chỉ là ngưng tụ rồi phóng luôn ra ngoài, giống như hắn thi triển mộc thứ thuật, chưa từng nghe nói có thể thông qua việc rót tiếp pháp lực vào để biến nó lớn hơn. Đang lúc hoàng đế vì sức nóng tỏa ra từ hỏa cầu mà cả người ướt đẫm mồ hôi, hỏa cầu kia cuối cùng cũng ngừng biến lớn. Có chung tầm mắt với y nên Viên Minh biết rõ, nguyên do ở đây chính là vì pháp lực trong đan điền hoàng đế thiếu niên đã sắp cạn. Còn quả cầu, lửa to bằng đầu người trưởng thành kia cũng chỉ duy trì được 2-3 nhịp thở rồi thình lình vỡ vụn, hóa thành những tia lửa rồi tan biến trong không khí. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đột nhiên lại cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức. Đợi khi hắn tỉnh lại, khung cảnh trước mắt đã là gian xương phòng trong Cửu Lý Miếu. Trong lư hương trước mặt hắn có một cây hương đen, cây hương bên cạnh hắn đã cháy hết, chỉ còn lại một chấm đỏ đang dần tàn lụi. Ánh sáng từ đồ án thái cực trên lư hương cũng đã tắt đi. Vừa rồi, ta thành công rồi sao? Hơn nữa còn phụ thể vị tiểu hoàng đế lúc đầu. Viên Minh sững sờ nhìn cây hương cháy hết, thầm nghĩ. Hương hắn tự làm cuối cũng đã có lần đầu tiên thực hiện được công năng thần hồn phụ thể của hương nguyên bản, hơn nữa còn giúp hắn cảm ngộ được sự thần kỳ của hỏa cầu thuật mà tiểu hoàng đế thi triển. Chỉ có điều thời gian lần này thực sự hơi ngắn, hình như trước sau chỉ khoảng 10-20 nhịp thở là đã phải quay về. Nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Viên Minh trong lòng trở nên kích động, giơ nắm tay lên đấm mạnh, há to miệng gầm nhẹ một tiếng. Giờ khắc này, hắn chỉ thấy căn phòng nhỏ này, ngôi miếu này, cái thiết hổ trấn này, suối nhỏ sông dài, Nam Cương, Đại Tấn, thậm chí cả biển cả xa xôi phía đông, hết thảy mọi thứ trên thế giới này sẽ không còn trói buộc hắn được nữa. Nửa phần sau của Cửu Nguyên Quyết, thậm chí là những công pháp tốt hơn đều sẽ biến thành có thể. Viên Minh hưng phấn hồi lâu mới bình tĩnh lại, cái ý tưởng đột phá dẫn dắt mọi hành động lúc trước cũng dần nhạt đi. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, cảm giác mình có vẻ thành công, nhưng lại không thể tính là đã hoàn toàn thành công. Dù đã thành công chế ra hương có thể phụ thể, nhưng xét lại vẫn thấy có không ít vấn đề. Vì sao không cách nào khống chế được hành động của tiểu hoàng đế, hơn nữa thời gian phụ thể còn kém xa so với hương nguyên bản. Viên Minh có hơi thất vọng ngẫm nghĩ. Dù vậy, Viên Minh trong lòng vẫn rất vui mừng, bởi nói thế nào việc có thể thành công thực hiện hàng hồn phụ thể, tìm ra được vật liệu mấu chốt là chỗ tàn hương kia đã là đột phá to lớn. Trong thành công này, linh cảm chiếm tới 99%, 1% còn lại chính là nỗ lực. Vật liệu thí nghiệm hiện tại vẫn chưa thể giống y như thành phần trong hương ban đầu, thế nên muốn đạt tới hiệu quả và thời gian phụ thể như lúc trước là chuyện không thể nào. Chỉ cần sau này kiên trì tìm kiếm vật liệu thích hợp, hiệu quả dĩ nhiên sẽ càng ngày càng tốt lên. Viên Minh trầm ngâm nhìn về phía những cây hương trên bàn. Những cây hương này đều được làm ra từ một nhóm vật liệu hỗn hợp, từ đó có thể suy ra, dù chúng đều có thể giúp hắn phụ thể thì hiệu quả chắc chắn cũng không khác gì mấy. Vậy nên còn phải tiếp tục thí nghiệm, đương nhiên trong khi đó cũng phải tiếp tục dùng pháp lực hỗ trợ lư hương khôi phục. Có điều lần thí nghiệm, tiếp đây, sớm nhất cũng phải là 7 ngày sau. Chập tới, Viên Minh ra khỏi xương phòng, vừa lúc thấy Ô Tang mặt mày kém vui từ phía đối diện đi tới. Viên tiểu hữu, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích về hành vi vô lễ hôm nay. Giát Long sư huynh vẫn rất bất mãn, hắn đã yêu cầu ta đuổi ngươi ra khỏi miếu. Vừa thấy hắn, Ô Tang liền mở miệng quở trách. Đương nhiên,
Một phần nguyên nhân trong đó là do sau khi đã đưa phần lớn khoản bồi thường cho Giát Long sư huynh, gã vẫn còn bị Giát Long, thậm chí cả trụ trì chửi bới tơi bời một trận, tâm hồn bị đả kích nghiêm trọng. Nhất định phải thêm tiền. Nhưng lúc này Viên Minh kỳ thực đã không còn quan tâm. Kỹ thuật làm hương thì hắn đã nắm vững, bây giờ vật liệu mấu chốt để làm hương cũng đã tìm được, ở lại chốn này hay không đã không còn quan trọng. Ồ, không lẽ khoản bồi thường kia vẫn còn chưa đủ sao? Viên Minh hỏi ngược lại. Giát Long trông thế nhưng là người thiết diện vô tình, không có ta đứng ra hòa giải thì hắn đã sớm dẫn người đuổi ngươi đi rồi. Ngươi hôm nay nếu không tỏ thêm thành ý thì ta hết cách. Ô Tang tức giận hét lên. Đền bù thì không vấn đề gì, có điều phải phiền ngươi lấy giúp ta một thứ. Viên Minh sau một hồi ngẫm nghĩ, thản nhiên cười tủm tỉm, nói. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 135, một lần cuối cùng. Lấy cái gì? Ô Tang bị nụ cười của Viên Minh dọa cho hoảng hồn, lắp bắp hỏi. Ta cần ngươi đi thu hết tàn hương trong lư hương trên bàn thờ ở đại điện thần miếu. Sau khi xong việc, ta hứa sẽ cho ngươi 10 ngân tệ, thấy thế nào? Viên Minh hỏi. Bản thân hắn có thể âm thầm thu thập được, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa vàng bạc thế tục với hắn mà nói. Giá trị không lớn, huống hồ trước đây không lâu hắn còn thu được một khoản đền bù từ chỗ lão Yên Đại. Người cần tàn hương để làm gì? Khi nghe tới 10 ngân tệ, trái tim Ô Tang đã đập như trống trận, nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, gã không khỏi nhíu mày hỏi. Khi còn ở quê, mỗi lần bị ốm ta đều phải hòa cho hương vào nước uống, sáng nay ta đột nhiên lại đau bụng. Viên Minh thoải mái thừa nhận, uống cho hương chữa bệnh, chỗ nào lại có phương thuốc loại này chứ? Ô Tang miệng không bình phẩm gì, nhưng trong lòng lại thầm khinh thường cách chữa bệnh của Viên Minh. Nếu ngươi không chịu, ta có thể tới gặp thẳng Giát Long, tin rằng hắn sẽ vui lòng trị bệnh cứu người. Viên Minh đảo mắt, nói. Ha ha, như thế thì phiền phức quá, huống hồn Giát Long sư huynh bây giờ còn đang nóng giận, ngươi đừng đi trêu chọc hắn. Đợi buổi tối mọi người nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý việc này giúp ngươi, ngươi không cần làm phiền người khác. Bảo trọng, Ô Tang cười ha ha rồi vội vàng nói. Sau khi tống cổ Ô Tang đi, Viên Minh trở vào trong phòng, bắt đầu vận chuyển pháp lực, rót vào trong lư hương. Hắn chợt nghĩ tới cảnh tượng tiểu hoàng đế chuyên, tâm luyện tập thôi động hỏa cầu thuật, càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vô thức bắt chước bộ dáng của tiểu hoàng đế, dạng chân làm thế trung bình tấn. Nhắm mắt cẩn thận nhớ lại quá trình vận chuyển pháp lực và những câu chú ngữ, xong rồi mới mở hai mắt ra, giơ tay duỗi ngón trỏ ra, bắt đầu điều động pháp lực. Chớp mắt sau đó, ánh lửa lóe lên trên đầu ngón tay hắn, tiếp đấy một tiếng phùng vang lên, một quả cầu lửa to bằng hạt quả đào cứ vậy lăng không hiện ra. Hỏa cầu này dù nhìn không lớn, nhưng nhiệt độ của nó lại cực cao, chỉ vừa xuất hiện mà sức nóng đã lan tỏa khắp căn phòng. Viên Minh nhìn lần đầu tiên thi triển hỏa cầu thuật của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tự nghĩ thiên phú trên phương diện học tập pháp thuật của mình cũng không tệ lắm. Hắn chăm chú nhìn vào tiểu hỏa cầu trên đầu ngón tay, tỉ mỉ quan sát một lúc rồi đem so sánh với hỏa cầu thuật mà Trần Uyển từng thi triển trước đây. Thấy hình như ngoài kích cỡ khác nhau ra thì không có gì khác biệt. Điểm mấu chốt của pháp thuật này phải chẳng là việc tiểu hoàng đế liên tục rót vào lực vào, khiến hỏa cầu càng lúc càng to hơn. Nhưng suy đoán này rất nhanh bị hắn tạm đè xuống. Thứ nhất là hắn đang ở chốn phàm tục, thực sự không tiện cho việc nghiên cứu hỏa cầu thuật. Thứ hai, việc hắn cần nhất lúc này là nắm rõ được điểm mấu chốt của việc đốt hương phụ thể, nào còn tâm sức đi suy nghĩ những thứ khác. Rạng sáng hôm đó, Ô Tang lấm la lấm lét như một tên trộm, vác theo một túi vải nặng lò dò đi tới. Viên Minh kiểm tra một hồi, xác nhận thứ trong túi giống như tàn hương mà mình lấy hồi sáng, đích thực là tàn hương tích tụ trên hương án đã nhiều năm, liền đưa 10 ngân tệ cho Ô Tang. Ô Tang ân cần hỏi han mấy câu về bệnh tình của Viên Minh, xong liền khấp khởi rời đi. Nói tiệm thuốc là nơi kiếm lợi nhiều nhất quả không sai chút nào, đợi khi trả nợ xong, có khi nên tính chuyển qua làm cái này. Ăn vào chẳng sống lại nhưng cũng không chết được, không có nguy hiểm, đảm bảo kiếm lời dù trời hạn hán hay lũ lụt. Viên Minh không có hứng thú đi để ý tiểu tâm tư của Ô Tang, vừa tiếp tục tu luyện, vừa rót pháp lực hỗ trợ lư hương khôi phục. Trong 7 ngày sau đó, hắn gần như không ra ngoài, Ô Tang cũng bất ngờ không thấy đến tìm hắn.
Buổi sáng ngày thứ bảy, đồ án thái cực trên lư hương cuối cùng đã tỏa ra một tầng ánh sáng mờ mờ. Viên Minh vội vàng lấy một cây hương đen to bằng ngón tay cái từ trên bàn xuống, cắm vào trong lư hương. Sau khi khóa kỹ cửa phòng, hắn liền nhen lửa châm hương. Theo làn khói xanh bốc lên, loại cảm giác mơ màng quen thuộc kia lần nữa đánh tới. Viên Minh xoa xoa tay, trong lòng tràn ngập mong chờ. Đợi khi tỉnh lại từ trong bóng tối, hắn lập tức mở mắt nhìn ra khắp xung quanh. Hắn lần này không thấy cung điện vàng son lộng lẫy, không ngửi thấy mùi hương liệu nâng cao tinh thần, mà thay vào đó là mùi son phấn xộc thẳng vào mũi hắn. Khung cảnh trong tầm mắt thình lình là một gian khuê phòng với những tấm rèm bằng lụa mỏng. Hắn thầm cảm thấy không ổn, theo bản năng muốn đưa tay sờ mặt mình, kết quả lại phát hiện thân thể mà hắn phụ thể không động. Có vẻ giống như lần trước, hắn cơ bản không thể khống chế được hành động của cơ thể này. Thậm chí hắn còn không thể di chuyển tầm mắt được, chỉ có thể nhìn thấy được những thứ nằm trong tầm mắt của thân thể này. Cũng may lúc này, chủ nhân thân thể rời mắt xuống, Viên Minh bấy giờ mới thấy hai ngọn núi nhô ra và một bàn tay da trắng như tuyết trống trên mặt bàn. Nhìn trang phục người này mặc rõ ràng là một bộ váy áo của nữ giới. Không phải tiểu hoàng đế, cũng không phải mã phu, mà là nữ nhân. Viên Minh thầm oán thán. Lúc này, chủ nhân thân thể đứng lên, bất cẩn đá trúng chân bàn, phát ra một tiếng rầm. Tiểu viện, ngươi đang làm gì đấy? Một tiếng nói mang vẻ trách cứ lập tức truyền từ bên ngoài vào. Tiểu viện, là tên chủ nhân thân thể này. Ngay tiếp đó, Viên Minh liền nghe một âm thanh trong trẻo từ trên người mình vang lên, không có việc gì, ta đụng chân. Đúng lúc này, rèm châu bên ngoài màn lụa được vén lên, một nữ tử bộ dáng thanh lệ từ bên ngoài bước vào, y phục trên người nàng giống với Viên Minh hiện tại. Viên Minh nhìn một hồi mới nhận ra là họ cùng mặc trang phục nha hoàn. Tiểu viện, bảo ngươi mang quạt lụa cho tiểu thư mà ngươi ở đây làm gì? Lâm công tử sắp tới rồi, ngươi còn lề mề ở đây. Nha hoàn thanh lệ kia trách móc, không biết vì sao mà đầu ta vừa rồi thấy hơi choáng. Tiểu viện yếu ớt giải thích, ngươi đó nha, suốt ngày thích làm biếng. Nha hoàn thanh lệ xòe tay như hoa lan, nhấn nhẹ nàng một cái rồi nói. Ai ngờ, tiểu viện còn chưa kịp đáp lời, Viên Minh đã lần nữa cảm thấy mơ màng, ý thức cũng lập tức chìm vào hắc ám. Chờ khi tỉnh lại, hắn vẫn đang ngồi ở xương phòng trong thần miếu, cây hương đen thô to trong lư hương đã cháy hết. Thời gian hình như không khác mấy, chẳng dài hơn được lần trước bao nhiêu. Viên Minh cầm lư hương lên, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Về phần đồ án thái cực trên lư hương thì dĩ nhiên đã tối đi. Xem ra còn phải tiếp tục thử. Viên Minh điều chỉnh tâm tình một chút rồi tự nói. Trong khoảng thời gian một tháng sau đó, Viên Minh liên tiếp dùng những vật liệu khác nhau, kết hợp thêm tàn hương để chế tạo hương đen. Hắn thử tổng cộng 4 lần, trong đó có một lần phụ thể Vương Thuận, nhưng kết quả cả 4 lần đều như nhau, không những thời gian phụ thể ngắn ngủi. Hơn nữa vẫn không cách nào để khống chế hành động của người bị phụ thể, cơ bản không thể kịp điều tra và xác nhận thân phận của mình. Điều này làm Viên Minh thực sự không biết nói gì. Thời hạn trở về tông môn đã sát gần, hắn quyết định thử một lần cuối cùng trước khi đi. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên linh thạch, đập nát nó rồi ép thành bột mịn, bỏ trong hỗn hợp vật liệu chế hương. Đó, bột linh thạch thêm vào, bên trong hương liệu lập tức có một cỗ linh lực ba động yếu ớt. Tiếp đó, Viên Minh bỏ thêm một ít tàn hương vào trong đó. Quấy trộn hỗn hợp vật liệu xong, một mẻ hương mới rất nhanh đã được Viên Minh sản xuất thành công. Hắn lần này đã quay trở lại với quy cách chế tác ban đầu, không còn đi làm loại hương thô to quá khổ nữa. Nhưng đợi sau khi làm xong hương, hắn lại bất ngờ phát hiện bản thân không còn cảm giác được linh lực ba động từ chỗ hương mới này nữa. Không lẽ linh lực tiêu tán rồi sao? Viên Minh thầm tự hỏi. Có điều hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà lập tức nhóm lửa châm hương. Chỉ khác là lần này, trước khi châm hương, hắn trong lòng liên tục đọc thầm 3 chữ tiểu hoàng đế, hy vọng lần này có thể phụ thể lên trên người y. Hắn trước giờ phụ thể đã khá nhiều lần, nhưng chỉ khi ở trên thân tiểu hoàng đế thì lợi ích thu được mới là lớn nhất. Mấy ngày nay, ngoài việc rót pháp lực giúp lư hương khôi phục, lúc rảnh rỗi hắn cũng không khỏi suy nghĩ về món hỏa cầu thuật kỳ quái kia. Bởi khi phụ thể tiểu hoàng đế, hắn thực sự cảm thụ và quan sát được mọi thứ trong quá trình phóng thích pháp thuật, thậm chí còn cảm nhận được quá trình lưu động pháp lực trong người tiểu hoàng đế. Vậy nên sau khi trở về tỉ mỉ phân tích, kết hợp với kinh nghiệm từ trước, Viên Minh rất nhanh đã học xong thuật này. Chỉ có điều,
hắn tạm thời còn chưa đạt được trình độ như khi tiểu hoàng đế thi thuật. Viên Minh vẫn luôn hy vọng có thể phụ thể tiểu hoàng đế một lần nữa, tốt nhất là có thể một lần nữa cảm thụ quá trình thi thuật của y. Nhất định là tiểu hoàng đế, nhất định phải là tiểu hoàng đế. Mãi tới khi ý thức hoàn toàn chìm vào hắc ám, Viên Minh trong lòng vẫn điên cuồng hô. Chớp mắt sau đó, tầm mắt của hắn cuối cùng cũng sáng trở lại. Hắn nhìn thấy một chiếc ghế rồng được chế tác tinh xảo, một cái bàn chất đầu tấu sớ. Bệ hạ, hay là nghỉ một lát rồi làm tiếp? Một tiếng nói the thé vang lên. Túc chủ của Viên Minh nghe tiếng, đảo mắt nhìn qua một công công trẻ tuổi mặc y phục hoạn quan đang bưng một bát trà sâm, dâng lên. Thực sự là tiểu hoàng đế, vậy mà thực sự phụ thể tiểu hoàng đế. Sau khi xác nhận việc này, Viên Minh lập tức mừng vui khôn xiết. Điều này có nghĩa là một trong những phỏng đoán của hắn đã được xác minh bước đầu. Việc phụ thể của hắn cũng không phải ngẫu nhiên không theo quy luật, mà có liên hệ nhất định với người hoặc sự vật mà hắn thường xuyên nghĩ tới. Xử lý những chính vụ này đúng là vô cùng nhàm chán, tu luyện vẫn vui hơn, chấm trước kia thực sự quá ngốc, thế nào lại không chịu tu luyện. Lần sau quốc sư đến, nhiên bạo thuật của chấm nhất định có thể khiến hắn bất ngờ. Tiểu hoàng đế mở miệng nói. Viên Minh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cảm xúc hưng phấn của y, thậm chí bản thân hắn cũng có chút kích động. Chương 136, Mượn đỉnh. Nào, đứng lên luyện chút nào. Viên Minh thầm niệm, trong lòng. Đi, đi ngự hoa viên, chấm muốn luyện tay thêm một chút. Không biết có phải do Viên Minh nhắc hay không mà tiểu hoàng đế thực sự muốn đi luyện tập nhiên bạo thuật. Viên Minh trong lòng cũng có chút kích động theo. Nhưng tiểu hoàng đế vừa đứng lên, Viên Minh đã lập tức cảm thấy mơ màng, thân hồn của hắn nhoáng cái đã trở lại trong cơ thể mình. Nhiên bạo thuật, thì ra gọi là nhiên bạo thuật. Sau khi tỉnh lại, Viên Minh cau mày suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái nên này không đơn giản. Hắn nhìn cây hương đen đã cháy hết trước mặt, trong lòng bất giác thấy có chút buồn bực. Thêm bột linh thạch vào mà cũng không hơn bao nhiêu. Thời gian phụ thể lần này dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thêm mấy nhịp thở mà thôi. Có điều mấy nhịp thở có vẻ chẳng mang lại tác dụng gì này, lại cấp cho Viên Minh một đầu mối. Có lẽ tàn hương chỉ là chìa khóa mở cánh cửa phụ thể, vậy nên dùng nó nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng gì tới thời gian phụ thể. Còn muốn chế ra hương thực sự giống được như hương đen nguyên bản, e là vẫn phải tìm kiếm thêm nhiều linh tài ẩn chứa linh lực, kế đó không ngừng thí nghiệm mới được. Nhưng việc này là chuyện hắn không thể làm xong trong tòa thần miếu nho nhỏ này được. Nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian thì tốt, chỉ cần có thể đi theo tiểu hoàng đế xem y thi thuật một lần thì chắc chắn sẽ có cảm ngộ sâu hơn. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn tựa như một cống sinh theo tân khoa trạng nguyên tham gia khoa khảo, không những có thể thấy trước bài thi, mà còn có thể biết được mạch suy nghĩ và đáp án của đối phương, nhờ thế mà tới khi tự mình viết thì tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát. Được rồi, ra ngoài lâu như vậy, giờ cũng là lúc phải lên đường quay về tông môn, vừa vặn việc tu luyện cửu nguyên quyết và minh quyết cũng đều có dấu hiệu đột phá, phải về tông môn bế quan một hồi. Viên Minh thở dài một hơi, chậm rãi tự nói. Hắn đứng dậy thu dọn tàn hương cùng vật liệu làm hương sưu tập được trong khoảng thời gian qua, rồi bỏ hết vào trong túi chữ vật. Tiếp đó, hắn lại lấy nhẫn chữ vật và những thứ bên trong nó ra, chuyển sang túi chữ vật rồi thu lại bên người. Một khi trở về tông môn, những thứ này tuyệt không để ai thấy. Thu dọn xong xuôi hết thảy, Viên Minh liền đóng cửa phòng lại, định tìm Ô Tang chào một tiếng rồi rời đi. Nhưng tìm khắp một lượt, Viên Minh vẫn không thấy gã đâu. Ngay khi rảo bước đi tới cửa miếu, Viên Minh chợt nghe một hồi ồn ào từ bên ngoài truyền vào, tựa như có người khóc lóc kêu gào. Đợi khi hắn bước tới nơi, đã thấy Ô Tang râu ria lởm chởm, người đầu bụi đất đang quỳ rạp bên ngoài cửa miếu. Giát Long sư huynh, ngươi không thể đuổi ta đi. Ô Tang nhào tới túm góc áo Giát Long, miệng không ngừng kêu gào khóc lóc. Người đứng vây xem xung quanh không nhiều, nhưng ai nấy đều lộ vẻ cười nhạo, nhìn xem náo nhiệt. Viên Minh nghe vậy liền hiểu ra, bảo sao mấy ngày qua không hề thấy mặt Ô Tang. Quá nữa là sau khi được hắn cho mấy ngân tệ lại tái nghiện cờ bạc, chạy về Thiết Hổ trấn đánh cược. Hắn liếc mắt nhìn thầm lắc đầu, toan rời đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa miếu lại bị Ô Tang nhìn thấy, gã như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, lập tức nhào qua ôm chân hắn. Ô Tang, ngươi đang làm gì vậy? Viên Minh nhẹ nhàng lách người tránh thoát, nhíu mày hỏi. Ngươi giúp ta một chút, xin hãy giúp ta.
Ô Tang vội vàng lên tiếng cầu xin. Ta chỉ là khách nhân ở nhà nơi đây, làm sao có quyền thỉnh cầu gia chủ. Ô Tang huynh, tốt hơn là ngươi nên nói chuyện rõ ràng với người coi miếu Giát Long. Viên Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn quay sang nói với Giát Long, quãng thời gian này đã quấy rầy nhiều, ta hôm nay sẽ rời khỏi nơi đây, cảm ơn đã tiếp đãi. Giát Long không có giao tình gì với hắn, nên nghe vậy cũng chỉ hờ hững gật đầu không đáp. Tất cả là do hắn, ta ban đầu ở trong miếu chăm chỉ làm hương, ngày đêm cố gắng học tập tu hành, đều do hắn tới tìm ta mới làm ta sa đọa thêm một lần nữa. Thấy Viên Minh không chịu hỗ trợ, Ô Tang đột nhiên đứng phát dậy, gằn giọng nói. Nghe lời này, cả đám còn lại nhao nhao ném ánh mắt nghi ngờ về phía Viên Minh. Ta chỉ vì cảm niệm ân chỉ dẫn của Huyền Nha Thần Đại Nhân, thỉnh thoảng có đưa cho Ô Tang chút tiền ăn và tiền hương hỏa, để hắn chuyển cho miếu chứ không có cho hắn tiền đi đánh bạc nha. Viên Minh tỏ vẻ vô can, thản nhiên nói. Ô Tang, miếu ta cũng không thấy ngươi mang tiền hương hỏa của thí chủ này qua, xem ra tất cả đã bị người cầm đi chơi bạc rồi ha. Giát Long mặt đanh lại, hiển nhiên cũng đã nổi giận. Lời này của y vừa ra, vẻ nghi hoặc trên mặt đám người vây xem lập tức biến thành tức giận. Kẻ đã muốn rơi xuống sông, không lần này thì sẽ là lần khác rơi xuống, Huyền Nha Thần Đại Nhân vĩ đại cũng khó bài trừ mê chướng của ngươi. Ô Tang, Cửu Lý Miếu không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Dứt lời, Giát Long liền quay người rời đi. Viên Minh liếc nhìn Ô Tang đang mặt ngơ mày ngác, vỗ vỗ nhẹ gã rồi thần không biết, quỷ không hay, bỏ một hạt đậu vàng vào trong túi gã, đoạn nhỏ giọng nói một câu, cược cậu không được chết an lành. Nói xong liền lắc đầu rời đi, triệt để chấm dứt nhân quả. Về phần Ô Tang có thể sẽ ăn năn hối cả, hắn thực sự không ôm bao nhiêu hy vọng. Nửa ngày sau, trong một gian phòng riêng được bài trí cực kỳ trang nhã thuộc một tòa lầu các to lớn trên Thiết Hổ Trấn. Viên Minh lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đã gắn xi trên miệng và một túi tiền nhỏ. Trên phong thư có viết chữ lớn màu đen Trấn Nam tướng quân Viên Trùng Tộ Thân Khải. Tiền trưởng quỹ, xin làm phiền. Viên Minh mở miệng nói. Các hạ yên tâm, cả Bắc vực Nam Cương này, nếu nói thương hội nào đáng tin nhất, Thương Hải thương hội ta đứng thứ hai thì không ai thứ nhất. Ta có cam đoan đồ chắc chắn sẽ được an toàn chuyển đến kinh đô Đại Tấn. Vị trưởng quỹ, trung niên ước lượng túi tiền trong tay một chút rồi cười nói. Viên Minh gật gật đầu, xong liền đứng dậy rời khỏi lầu các. Lưu Lạc Tiên mộng cách ngàn xa, lá thư bình an báo về nhà. Trên lá thư kia có ấn ký từ chiếc nhẫn ngọc của mình, chắc hẳn phụ thân đại nhân sẽ nhận ra. Đã xác định được thân phận của mình, dù trí nhớ còn chưa khôi phục hoàn toàn, lại cũng chưa có cách nào trở về Đại Tấn. Nhưng gửi một bức thư cho cha mẹ, không để hai người phải lo lắng vẫn là chuyện cần làm. Tính ra, khoảng cách từ khi mình bất ngờ mất tích trong lần đi sứ kia tới nay cũng đã gần 2 năm. Nửa tháng sau, Viên Minh một lần nữa trở lại Bích La Động. Hắn trước tiên tới chỗ Phương Cách sư huynh báo cáo, sau đó mới quay về chỗ ở của mình. Vì khi rời đi, hắn có khóa cửa phòng lại nên từ đó tới giờ không có ai tới quét dọn, trong phòng đóng một lớp bụi khá dày. Hắn đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn tờ giấy ghi lời nhắn cho Tịch Ảnh, thấy nó vẫn nằm yên vị trên bài. Chỉ có điều lúc này đã bị xé làm đôi, ở góc dưới nửa bên phải còn có thêm một dấu chân mèo nho nhỏ. Xem ra là tức giận lắm đây. Viên Minh bật cười. Trên mặt bàn còn có một số vết cào lộn xộn khác nữa, hiển nhiên trong lúc hắn rời đi, ngoài mèo bạc Tịch Ảnh, Hỏa Sàm Nhi cũng từng tới. Viên Minh đang định lau dọn lại một chút thì đã thấy Bá Thổ bưng một chậu nước sạch chạy tới. Y nói là lúc trước thấy Viên Minh quay về nên nhanh chóng tới thu dọn, sắp xếp. Y làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã quét dọn sạch sẽ căn phòng, chỗ nào cũng sạch bong không còn chút bụi nào. Sau khi làm xong việc của mình, Bá Thổ liền tính rời đi ngay. Viên Minh bèn gọi Y lại, đưa cho một túi ngân tệ rồi mới để Y rời đi. Trong số những nô bộc làm việc ở Bích La Động, có không ít người giống như Cáp Cống, hoặc là cuộc sống quá khốn khó, hoặc là lỡ đắc tội với ai đó mới bị cưỡng ép bán vào nơi này. Vàng bạc tiền tài với Viên Minh thì không có nhiều ý nghĩa, nhưng đối với bọn họ là cực kỳ quan trọng. Thôi thì coi như lấy của thế tục, trả về cho thế tục. Bá Thổ quỳ sụp xuống đất lễ bái, cảm tạ rối rít một hồi rồi mới dưng dưng rời đi. Viên Minh sắp xếp lại một chút, xong liền gọi Lư Hương ra, đặt nó lên trên bàn rồi bắt đầu tiếp tục rót pháp lực vào bên trong. Tính ra, hôm nay lại là ngày thứ 7. Sau khoảng thời gian một nén hương,
Khi Viên Minh dừng động tác lại, đồ án thái cực trên lư hương lại một lần nữa sáng lên. Hắn liếc mắt nhìn lư hương, đang định lấy hương đen tự chế ra thì cửa sổ đang đóng đột nhiên mở ra, rồi một cái bóng từ đó lóe lên. Viên Minh lập tức trở nên căng thẳng, theo bản năng muốn thu hồi lư hương. Nhưng khi còn chưa kịp có hành động gì, hắn bỗng thấy tay nhẹ bẫng, lúc cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hai tay trống trơn, không còn thấy bóng dáng lư hương đâu. Hỏng bét, Viên Minh thấy, thế lập tức kinh hãi. Lúc này, hắn chợt thấy bóng dáng mèo bạc Tịch Ảnh hiện ra nơi cửa sổ, bên người nó thình lình là lư hương màu xanh đang nằm lơ lửng giữa không trung. Một quầng sáng bạc có liên hệ với mèo bạc bao phủ quanh lư hương. Tịch Ảnh, ngươi làm vậy là sao? Viên Minh thấy kẻ tới là Tịch Ảnh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói với vẻ không vui. Cho ta mượn cái đỉnh này chơi mấy ngày. Mèo bạc đáp xong liền nhẹ nhàng nhảy lên cành cây ngoài cửa rồi lướt về phía xa. Viên Minh mơ hồ phát giác một tia giảo hoạt khó nén trong mắt mèo bạc Tịch Ảnh. Hắn lập tức vọt tới, đuổi theo hướng bên ngoài cửa sổ. Nhưng khi đuổi ra đến bên ngoài, hắn chỉ còn thấy bóng lưng Tịch Ảnh đã vọt ra ngoài bức tường vây rồi lướt nhanh về phía xa. Tịch Ảnh! Viên Minh gọi to một câu rồi vội vàng đuổi theo. Tốc độ của Tịch Ảnh rất nhanh, Viên Minh không cách nào đuổi kịp, chỉ thấy nó chạy vào rừng rậm. Nhảy hai ba cái đã biến mất không thấy đâu nữa, thần thức của Viên Minh lại có hạn nên cơ bản không thể dò ra được. Cho tới giờ phút này, Viên Minh mới phát giác lư hương đã rơi vào trong tay mèo bạc Tịch Ảnh. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tịch Ảnh lại đột nhiên đoạt lư hương của hắn, thực sự chỉ mượn mấy ngày sao. Trong quá khứ, hắn từng lấy lư hương đâu phải chỉ một lần, thậm chí còn tự tay giao cho đối phương để nó xem xét, nhưng khi ấy cũng không thấy Tịch Ảnh có cử động gì bất ổn. Lư hương có ý nghĩa phi phàm với hắn, không để mặc kệ được. Viên Minh lo lắng suy nghĩ, đồng thời đưa hai ngón tay áp lên mi tâm, thi triển Minh Nguyệt Quyết, gọi ba con hồn nha từ trong thức hải ra. Hồn nha dương cánh bay ra, lao đi tìm kiếm trong núi rừng. Nhưng tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Tịch Ảnh. Viên Minh nhíu chặt mi tâm, hắn đã sớm nhận ra rằng nếu Tịch Ảnh cố ý ẩn nấp thì hắn căn bản không có cách để tìm ra đối phương. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nhất định có cách. Viên Minh ngưng nôn nóng, để bản thân bình tĩnh tỉnh táo lại. Sau khi thoát khỏi bối rối, tỉnh táo suy nghĩ một hồi, Viên Minh quả nhiên nghĩ ra một cách. Đối với hắn, lư hương không phải là một pháp khí bình thường, nó có mối liên hệ đặc biệt với hắn. Viên Minh liếc nhìn cánh tay mình rồi lập tức thu hồi hồn nha, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tiếp đó, hắn đưa tay vuốt nhẹ nơi vốn có ấn ký lư hương trên tay mình, tập trung thần niệm, bắt đầu thử liên hệ với lư hương, truyền ra ý niệm triệu hồi nó quay về. Viên Minh cũng không biết làm thế này có hiệu quả hay không, nhưng đây là cách duy nhất mà hắn có thể thử bây giờ. Các bạn đang nghe truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 137, nổi giận. Một bên khác, mèo bạc Tịch Ảnh cuốn lấy lư hương, đi tới một cây đại thụ cách đó không xa. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ đã hơn 100 năm tuổi, ở chỗ trạc cây, cách mặt đất hơn 10 trượng, có một cái hốc nhỏ kín đáo do ai đó đào ra, trong hốc thấy có trải lông thú và tơ lụa làm nền, còn có một cái bao lụa nhỏ dùng làm gối. Mèo bạc Tịch Ảnh đặt lư hương trước người, nâng một chân lên đặt trên đó. Một quầng sáng bạc từ gan bàn chân nó sáng lên, ánh sáng bạc hình thành một tòa pháp trận bao quanh thân lư hương, từng tia sáng tụ lại, tập trung về phía lư hương. Nhưng đợi một lúc mà trên lư không thấy có động tĩnh gì. Nét nghi hoặc hiện ra trong mắt Tịch Ảnh, nó đưa cái đầu nhỏ lông xù lại gần, nhưng khi đang tính quan sát tỉ mỉ, nó bỗng phát hiện cái lư hương lại bất ngờ tự tỏa sáng, đồng thời thân lư hương bắt đầu trở nên mờ ảo. Tịch Ảnh ánh mắt chớp động, vội vàng triệt hồi pháp lực. Nhưng lư hương vẫn tiếp tục mờ đi, cứ như thế cho tới khi nó trở nên hoàn toàn trong suốt rồi biến mất trước mắt Tịch Ảnh. Tịch Ảnh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận, ái chà, tên vương bát đản đáng ghét này làm sao mà làm được. Cùng lúc đó, Viên Minh bỗng thấy có một cảm giác ấm áp từ trên cánh tay truyền tới. Một cái ấn ký lư hương màu xanh dần dần nổi lên. Quay về rồi, Viên Minh thấy thế lập tức mừng vui. Sau khi sờ sờ xác nhận ấn ký trên tay một chút, hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn hai bên nhưng không thấy thân ảnh mèo bạc, nên lập tức quay người trở về chỗ ở. Trở về rồi,
hắn cũng không còn tâm tư đi thắp hương, thử nghiệm phụ thể, mà quyết định ngồi ngay ngắn cạnh bàn, yên lặng chờ Tịch Ảnh xuất hiện. Quả nhiên một lúc sau, mèo bạc lần nữa xuất hiện trên cửa sổ. Nó vẫn bước đi vô cùng ưu nhã, không hề thấy có chút áy náy nào với hành vi vừa rồi, trái lại còn thở phì phì nhìn Viên Minh. Lấy đồ của ta mà không thèm hỏi, giờ còn tức giận nữa à? Viên Minh nổi cáo nói. Hừ, chẳng qua chỉ là mượn chơi mấy ngày, ngươi đúng là quá nhỏ mọn. Thấy Viên Minh chất vấn mình, Tịch Ảnh nổi trận lôi đình, đưa móng vuốt cào khung cửa sổ một cái, tiếng nói vang lên bên tai Viên Minh. Thứ này cũng không phải thứ để chơi lung tung, bị người khác cướp mất sẽ rất phiền phức. Viên Minh nghiêm túc nói. Cướp mất? Ai dám? Còn không xem một chút xem ta là ai? Mèo bạc kiêu ngạo hỏi ngược lại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lư hương này rất quan trọng với ta. Viên Minh kiên nhẫn đáp. Ta chính là muốn chơi đùa cái lư hương của ngươi, chính là muốn chơi đó. Tên quỷ hẹp hòi nhà ngươi còn không nghĩ xem ai là người giúp ngươi tu luyện, chơi một tí thì có làm sao? Thì có làm sao? Đồ quỷ hẹp hòi. Tịch Ảnh căn bản không thèm nghe Viên Minh giải thích, trực tiếp cắt lời rồi hét lên. Viên Minh nghe vậy, trong lòng cũng có chút áy náy, bèn thuận tay vung lên, tức thì lư hương lại xuất hiện trên tay. Hắn đặt nó lên bàn, nói, được rồi, ngươi chơi đi, chơi ngay ở đây này. Ta giờ hết hứng rồi, không thèm. Mèo bạc liếc nhìn lư hương, sau đấy chậm rãi ghé vào bậu cửa sổ, gối đầu, lên hai chân, mắt nhìn sang phía khác. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Viên Minh nghĩ ngẫm một chút rồi nói, ngươi cần cái lư hương này làm gì? Có thể nói một chút cho ta biết được không? Kỳ thực với việc mèo bạc xuất hiện, hắn trước giờ trong lòng vẫn có nghi ngờ, ngay từ đầu đã có sự phòng bị, nhưng ở chung một thời gian dài. Cộng thêm việc mèo bạc thực sự đã giúp hắn không ít, thậm chí còn cứu hắn nên từ trong thâm tâm hắn đã coi Tịch Ảnh như bạn bè. Không nói cho ngươi biết, ta giờ mặc kệ ngươi. Tiếng Tịch Ảnh vang lên trong đầu Viên Minh. Vậy để ta đoán một chút xem. Viên Minh từ tốn nói. Tịch Ảnh đảo mắt liếc nhìn Viên Minh, ánh mắt chớp động hai lần, muốn nghe xem Viên Minh có thể nói ra đạo lý gì. Khi tu luyện Minh Nguyệt Quyết, nếu gọi lư hương này ra, ta có cảm giác nó giúp ta củng cố thần hồn, tăng cường hồn lực, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Viên Minh tiếp tục nói, từ lâu hắn đã nhận ra, sở dĩ trước đây con hỏa xàm nhi nghịch ngợm của Tam Động chủ thích ở gần hắn, quá nửa là vì nguyên nhân này. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc quá nhỉ, khai khiếu rồi sao? Để ta sờ đầu ngươi cái nào, có thể đã mọc sừng rồi đấy. Tịch Ảnh duỗi bộ móng vuốt sáng lấp lánh sờ về phía đầu Viên Minh. Viên Minh thấy thế liền trốn tránh theo bản năng, cảnh tượng khôn đồ bị Tịch Ảnh dùng móng vuốt cắt bay đầu vẫn còn hiện rõ trong đầu, hắn cũng không muốn bị móng vuốt này sờ lên dù chỉ một lần. Dừng, dừng, móng vuốt của ngươi không nặng không nhẹ, quá đáng sợ. Viên Minh giật nảy mình, vội nói. Đồ hèn nhát, ta thật muốn hại ngươi thì đã bổ xuống một chảo, giết người đoạt đỉnh, còn phải chờ tới bây giờ à? Tịch Ảnh khinh thường nói. Vậy sao ngươi không động thủ? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Không nói cho ngươi, tạm biệt. Mèo bạc đột nhiên nhảy xuống nhanh như chớp, vung chảo quét qua, thu lấy tờ giấy hoa tiên đã bị xé thành hai nửa kia rồi quay người, nhảy lên trên cái cây cạnh cửa sổ. Viên Minh thầm nghĩ, Tịch Ảnh hình như không tức giận nhỉ. Tịch Ảnh, ngày mai ta sẽ bắt đầu đi vào Thập Vạn Đại Sơn bế quan tu luyện. Viên Minh thấy thế, lập tức hướng ra bên ngoài hô to. Kệ ngươi. Tịch Ảnh cũng không quay đầu lại, cứ thế nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hắn. Viên Minh nhìn theo hướng Tịch Ảnh rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Từ lúc gặp mèo bạc cho tới nay, hắn phát hiện tính cách cao ngạo vốn có của nó dần dần thay đổi không ít, có đôi khi còn khá đáng yêu. Kỳ thực sau khi bản thân tu luyện dần có thành tựu, hắn phát hiện việc liên hệ thần hồn không hề đơn giản. Thế nên lai lịch của Tịch Ảnh nhất định không tầm thường, mà cái tên Tịch Ảnh này nghe giống như là nữ tử đặt cho nó. Một lát sau, Việt Nam lấy lại tinh thần, đóng cửa sổ rồi lấy lư hương ra, đặt nó lên bàn, châm hương đen tự chế. Lần này, trước khi phụ thể, hắn cũng thầm niệm tiểu hoàng đế trong lòng, thế nhưng kết quả lại không phụ thể lên người y, mà lại là phụ thể lên thân hạ nhân phủ tướng quân. Điều này khiến Viên Minh hơi nghi hoặc, không biết có phải suy đoán lúc trước của mình là sao, hoặc là ý niệm trước lần phụ thể này chưa đủ chuyên chú. Dù sao sau một hồi bị Tịch Ảnh giày vò như vậy, tinh thần của hắn đúng là chưa tĩnh lại được, tâm tư có phần lộn xộn. Nhưng bất kể vì lý do gì,
hắn cũng muốn tạm dừng một khoảng thời gian, không thể vì phụ thể mang lại nhiều chỗ tốt mà quên đi việc phải chăm chỉ tu hành. Căn cơ chân chính để hắn lập thân vẫn là thực lực của chính mình, vậy nên khoảng thời gian sắp tới nhất định phải chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngày hôm sau, Viên Minh liền lên đường tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Hắn tìm một vùng núi rừng cây cối tươi tốt, chặt cây xuống, dựng một ngôi nhà gỗ đơn giản trên một gốc cổ thụ che trời. Nơi đây đầy đủ linh khí thuộc tính mộc, chính là nơi để hắn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian tới đây. Đợi khi hắn làm xong ngôi nhà gỗ đã là lúc chập tối. Viên Minh xuống dưới gốc cây, dựa theo thói quen khi còn làm phi mao thú nô, dùng đá xếp lại thành một cái bếp lò. Bỏ lá lẫn cành khô vào bên trong, chỉ khác là lần này hắn không dùng hỏa chiết tử châm lửa, mà đứng ở chỗ cách bếp lò hơn một trượng. Dạng hai chân ra tạo thế trung bình tấn, tiếp đó nâng hai tay lên, đưa một tay đỡ ở cổ tay của tay còn lại. Sau đó, hắn nhắm mắt tập trung tinh thần, một lần nữa nhớ lại cảnh tượng khi hắn phụ thể tiểu hoàng đế rồi cùng y thi triển nhiên bạo thuật ngày trước. Theo tiếng ngâm tụng trong miệng, pháp lực trong cơ thể hắn cùng chạy dọc theo một lộ tuyến đã được định sẵn, chảy về phía ngón trỏ đang dựng thẳng lên rồi phóng ra ngoài. Chớp mắt sau đó, một quả cầu lửa theo một tiếng phừng xuất hiện, nằm lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. Ngọn lửa tụ lại, sức nóng tỏa ra, nhiệt độ cao hừng hực lan tràn tạo ra một đợt sóng khí, thổi những lọn tóc trên trán Viên Minh dựng lên, khuôn mặt cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Viên Minh ổn định tâm thần, bắt đầu dựa theo suy đoán của mình lúc trước, thử điều động pháp lực, quán chú vào trong quả cầu lửa lúc này đã thành hình. Thử lần đầu nên hắn không dám phóng tay, ngược lại luôn khống chế pháp lực giống như một tia nước nhỏ, chuyển tới đầu ngón tay. Hỏa cầu ban đầu lớn bằng hạt đào, ngay khi có pháp lực chảy vào liền phun ra một lưỡi lửa rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng thể tích hỏa cầu lại bắt đầu tăng dần lên. Sau khi cảm thấy không có gì bất ổn, Viên Minh liền yên tập độ nhập pháp lực. Một luồng pháp lực từ đan điền cấp tốc chảy ra, liên tục tiến vào trong hỏa cầu. Theo đó, kích thước hỏa cầu vốn đang tăng lên một cách chậm chạp đột nhiên nhanh chóng biến lớn, chỉ sau chốc lát đã to bằng đầu trẻ con. Nhưng cùng với đó là việc pháp lực trong người Viên Minh cũng nhanh chóng trôi đi, gần như đã rơi vào tình trạng mất khống chế. Ngay khi Viên Minh cảm thấy pháp lực trong đan điền mình không còn dư nhiều và định ném hỏa cầu ra, thì pháp lực tồn trữ trong đan điền của hắn lại cạn trước một bước. Hỏa cầu to lớn kia lập tức ngừng phun ra lưỡi lửa, thể tích cũng dừng phồng lên, rồi chỉ một hai nhịp thở sau đó liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số tia lửa tan biến trong không khí. Viên Minh ngồi phịch xuống đấy, chỉ cảm thấy đan điền rỗng tuếch, người cũng như bị rút cạn tinh lực. Hắn vội vàng lấy một viên linh thạch ra, nắm nó trong tay rồi vừa ngồi xếp bằng tu luyện, vừa hấp thụ linh lực từ trong đó để giúp bản thân nhanh chóng khôi phục. Sau lần nghiệm chứng này, Viên Minh phát hiện pháp lực tồn trữ trong đan điền mình còn thua cả tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế có thể trụ tới khi hỏa cầu to bằng đầu người lớn, trong khi hắn làm không nổi. Có thể nói là lần phụ thể bất ngờ của Viên Minh đã mở ra con đường tu hành cho tiểu hoàng đế. Thế nên thời gian tu hành của bọn hắn hẳn là không lệch nhau bao nhiêu, những kết quả lại là Viên Minh tụt lại phía sau một khoảng không nhỏ. Trong việc này hiển nhiên có một phần nguyên nhân là do hoàn cảnh khác biệt, dù sao thân là hoàng đế Đại Tấn Quốc, chắc hẳn sẽ không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng nếu xét tư chất tu hành của y, chỉ e cũng là dạng vạn người không được một. Nhiên bạo thuật này có vẻ chỉ cần liên tục truyền pháp lực vào là có thể duy trì tăng trưởng không ngừng, chí ít là với pháp lực của ta thì tạm thời không cách nào thử ra cực hạn của nó. Viên Minh trầm tư tự nói, đợi mãi tới lúc quá nửa đêm, Viên Minh cuối cùng mới khôi phục pháp lực trong đan điền. Hắn lập tức bắt đầu thử thêm lần nữa. Lần này hắn nghiêm ngặt chú ý sự thay đổi của pháp lực trong đan điền, không để xảy ra tình trạng pháp lực hao hết dẫn tới hỏa cầu tự động tiêu tán. Đợi tới khi pháp lực chỉ chớp mắt nữa là hao hết, hắn bèn dùng hết khí lực, ném hỏa cầu vào bên trong lò lửa. Chỉ thấy hỏa cầu màu vàng sáng bay vào trong bếp lò, ngay khi vừa chạm đất, một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên. Chơi lớn rồi, ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Viên Minh. Sức nóng mãnh liệt kèm theo sóng khí, đá vụ tạo ra một lực trùng kích mạnh mẽ càn quét khắp bốn phía xung quanh. Chương 138, loại năng lực thứ tư. Thấy tình hình không ổn, Viên Minh vội tránh lui nhưng cuối cũng vẫn không thể tránh hết được, người bị một đợt sóng khí nóng rực hất tung lên. Đợi khi hắn xoa ngực, mang một thân đầy bụi đất bò dậy,
mới nhìn thấy cái bếp lò được dựng từ mấy tảng đá giờ đã hóa thành một hố to khoảng 3 thước vuông cháy đen thui, trên hố còn từng sợi khói trắng bốc lên. Cây cối quanh phạm vi bị trượng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, trên những thân cây cháy đen vẫn còn thấy những ngọn lửa đang thiêu đốt. Cảnh tượng trước mắt khiến Viên Minh không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn cũng không phải lần đầu thấy hỏa cầu thuật, trái lại trước đây đã thấy Trần Uyển thi triển nó không chỉ một lần, nhưng nếu so sánh uy lực thì 10 hỏa cầu thuật sợ rằng còn chưa bằng một nhiên bạo thuật. E là đệ tử nội môn cao có tu vi cao hơn hắn mấy tầng, thậm chí tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không cách nào trực diện đón đỡ một kích này. Cảm giác kinh ngạc qua đi, thay vào đó là mừng vui pha lẫn kích động mãnh liệt. Phải chăm chỉ tu luyện, chỉ có cách ngưng tụ càng nhiều pháp lực thì mới có thể đẩy uy lực của thuật này càng mạnh lên. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu có thuật này bên người, chỉ cần vận dụng hợp lý kết hợp thêm linh thạch, dù có rơi vào tình cảnh như bị đám khôn đồ vây công lúc trước cũng chẳng cần phải lo. Dầm. Đúng lúc này, một bóng đen to lớn đổ dầm xuống trước mặt Viên Minh, kéo theo một tiếng va đập to lớn làm hắn giật nảy mình. Ngôi nhà gỗ trên cây mà hắn mới dựng ngày hôm qua, giờ theo thân cây đứt gãy đổ sụp ngay trước mắt. Ai, xem ra phải đổi chỗ ở khác rồi. Thời gian chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong một mảnh rừng rậm giữa thập vạn đại sơn, một tấm sàn gỗ được dựng trên ngọn một cây cổ thụ chọc trời, trên sàn là một người đang ngồi xếp bằng, ngâm mình trong ánh trăng trong trẻo. Hắn ôm một lư hương màu xanh trong ngực, cả người tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Đúng lúc này, quầng sáng bao phủ xung quanh người hắn bỗng thu lại, rút vào trong cơ thể. Cùng lúc ấy lại thấy ánh sáng từ chỗ mi tâm hắn bừng lên, ngay sau đó, trong quầng sáng kia, một con độ nha màu đen thui với một túm lông trắng chỗ mi tâm xuất hiện, giương cánh bay về phía trời đông. Ngay sau đó, lại một con hồn nha bay ra, vỗ cánh lướt về phía tây. Tiếp đó là con thứ ba, cuối cùng là con thứ tư. Bốn con hồn nha lần lượt vỗ cánh bay về bốn phía khác nhau, theo đó, trong thức hải Viên Minh lập tức xuất hiện cảnh tượng từ bốn hướng khác nhau. Đây chính là hình ảnh có được thông quan tầm mắt của bốn con hồn nha. Ngay mới rồi, hắn cuối cùng đã tu thành tầng 2 công pháp Minh Nguyệt Quyết, lực lượng thần hồn tăng mạnh, ngưng tụ ra con hồn nha thứ tư. Bốn con hồn nha không ngừng bay lượn về phía xa, tuy tốc độ không quá nhanh, chỉ tương đương với những con quạ bình thường, nhưng khoảng cách bay ra lần này lại tăng lên rất nhiều. Con nào cũng ra khoảng cách hơn 20 trượng thì mối liên hệ với Viên Minh mới bắt đầu suy giảm, hình ảnh trong tầm mắt cũng nhanh chóng mờ đi. Viên Minh nghĩ một cái, bốn con hồn nha liền quay đầu bay trở về. Sau một hồi cảm thụ thể nghiệm, hắn phát hiện hồn lực ba động của bốn con hồn nha mạnh hơn trước khá nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc uy lực của chàng hồn do hắn thi triển cũng sẽ mạnh mẽ hơn trước không ít. Tu sĩ có đẳng cấp tu vi ngang hắn cơ bản đỡ không nổi một lần chàng hồn công kích của hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Viên Minh ban đêm không ngừng tu luyện Minh Nguyệt Quyết, ban ngày lại khẩn trương tu luyện Cửu Nguyên Quyết nên không chỉ công pháp hồn tu có tiến bộ vượt bậc mà công pháp Cửu Nguyên Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng 9. Trước mắt, tu vi của Viên Minh đã là luyện khí tầng 9. Pháp lực tu vi tăng trưởng khiến mộc thứ thuật, mộc lao thuật và các loại pháp thuật dựa vào tu vi của hắn cũng tăng theo, tốc độ thi triển lẫn uy lực thuật pháp đều được nâng cao thêm mấy phần. Bốn con hồn nha lục tục bay trở về, một lần nữa tiến vào thức hải Viên Minh. Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay lúc này, một thân ảnh màu bạc từ trên cây cổ thụ gần đó bước xuống dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới bên người Viên Minh. Kẻ đần như vậy mà có thể ngưng tụ ra con hồn nha thứ tư, thật đúng là vượt qua dự đoán của ta. Thanh âm quen thuộc của Tịch Ảnh vang lên trong đầu Viên Minh. Tịch Ảnh vừa xuất hiện, Viên Minh liền cảm nhận được ngay, thì ra trong thời gian hắn bế quan này, Tịch Ảnh vẫn luôn ở quanh đây. Hắn lập tức nhìn sang phía nó, cất tiếng nói, Tịch Ảnh, ta nắm giữ thêm một năng lực mới. Năng lực gì? Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong ngữ điệu của Tịch Ảnh. Không thi. Viên Minh vừa cười vừa nói. Cái này sao có thể? Hồn tu muốn nắm giữ năng lực không thi, ít nhất cũng phải đợi sau khi đạt đến trúc cơ kỳ, bằng không thì cường độ thần hồn chắc chắn không đủ để kẻ đó duy trì việc khống chế thi thể. Tịch Ảnh cảm thấy hơi khó tin. Cường độ và tốc độ tăng trưởng thần hồn của Viên Minh vượt xa người thường. Tịch Ảnh biết rõ điều này, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ là lại mạnh tới mức không hợp thói thường như vậy. Cụ thể có được hay không thì vẫn phải thử xong mới biết được. Viên Minh nói, ta thực sự muốn xem một chút xem ngươi có thể làm được hay không.
tiếng mèo bạc lập tức vang lên trong thức hải hắn. Viên Minh khẽ gật đầu, xong lập tức đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt thi triển thần hồn bí thuật. Chỉ chốc lát sau, một con hồn nha từ mi tâm hắn bay ra, lướt lên không trung, trao lượn một chút rồi bay về phía xa. Chỉ thấy sau khi bay được khoảng 70 trượng, con hồn nha đột nhiên bổ nhào xuống dưới. Ngay trong mảnh núi rừng phía dưới, có một thi thể toàn thân đã giữa nát nghiêm trọng nằm chỏng gọng trong một hố đất bị cành khô lá úa phủ kín. Phần ngực bụng của y bị hai cây trông gỗ nhọn hoắt dưới đáy hố xuyên thủng, nhưng vết thương chí mạng lại là phần xương sọ bị lún sâu xuống, trông giống như bị một hung thú họ nhà gấu chụp chết. Độ nha màu đen bay tới trước mặt cỗ thi thể kia, do dự một chút rồi lao đầu vào phần sọ có quá nữa bị sụp xuống kia. Chỉ chớp mắt sau đó, trong hai hốc mắt của cái xác chợt như có quỷ hỏa bốc lên, tỏa ra hai quầng sáng màu xanh lục. Ở một nơi khác giữa núi rừng, Viên Minh mặt mày hơi vặn vẹo, trong thức hải của hắn vẫn duy trì tầm mắt của hồn nha, chỉ có điều thị giác lúc này trở nên hơi kỳ quái. Hắn lúc này cảm giác ngoài đôi mắt vốn có, bản thân đột nhiên mọc thêm một đôi mắt khác, hơn nữa thế, dưới trong tầm nhìn của đôi mắt mới này đều bị bao phủ với một lớp màu xanh nhạt. Thế nào rồi? Mau nói ta biết nào. Tiếng Tịch Ảnh lại vang lên trong đầu hắn. Hẳn là thành công. Viên Minh không chắc chắn lắm. Nhìn không ra ngươi còn có chút thiên phú. Kinh nghiệm của Tịch Ảnh đúng lúc này vang lên trong thức hải Viên Minh. Nếu hồn nha tiến vào trong thi thể có thể thông qua thị giác của thi thể nhìn thấy ngoại vật là đã thành công một nữa, có thể thử điều khiển thi thể hành động. Hắn nghe lời lập tức thử nghiệm, giơ tay lên. Ý niệm này vừa hiên lên trong lòng Viên Minh, cánh tay cỗ thi thể cách đây mấy chục trượng lập tức nâng lên một cách chậm chạp, cứng nhắc, nhưng gần như cùng lúc ấy, bản thể Viên Minh đang ngồi đả tọa ở đây cũng không tự chủ được mà nâng tay lên. Thấy thế, Viên Minh vội buông cánh tay mình xuống, nhưng thi thể phía bên kia cũng để tay xuống. Hắn cau mày, lại thử khống chế thi thể nhấc chân lên, có điều chân hắn sau đó cũng không tự chủ nhấc lên theo. Viên Minh lập tức đưa một tay chặn chân mình lại, kế đó lần nữa dù ý niệm khống chế thi thể bên kia hành động. Lần này, chân hắn dưới ngoại lực đè ép không còn tiếp tục hành động mất tự chủ, nhưng cách này hiển nhiên không phải kế dài lâu. Một người một thi bọn lúc này, xét từ một góc độ nào đó, không khác gì một cặp trẻ sinh đôi dính liền. Ta muốn khống chế thi thể hành động, như khi truyền đạt ý niệm thì luôn không tránh khỏi việc bản thể cũng bị ảnh hưởng, lúc thi thể động đậy thì ta cũng hành động theo. Viên Minh lộ vẻ buồn rầu, nói. Giây lát sau đó, tiếng Tịch Ảnh vang lên trong đầu hắn, với hồn tu lần đầu tiên khống thi thì việc này cực kỳ bình thường. Khống thi là tách một đạo thần niệm đi khống chế một thân thể khác, nó tự nhiên khó gấp 10 lần việc chỉ đơn thuần tách thần niệm ra để quan sát bên ngoài. Vậy ta nên làm thế nào mới có thể nhẹ nhàng tự nhiên như ngươi? Viên Minh hỏi. Không có cách nào tốt, chỉ có không ngừng tập luyện. Ngươi nghĩ mình là thiên tài giống ta sao? Đã không đưa ra được lối tắt đường vòng nào, Tịch Ảnh còn tranh chủ châm chọc hắn. Nghe vậy, Viên Minh lập tức ngưng phân tâm, toàn lực tập trung thử khống chế thi thể kia. Trong khi đó, Tịch Ảnh lại như cố tình truyền âm phá rối tiết tấu của hắn, thi thể chết càng lâu. Lượng nước trong cơ thể và độ linh hoạt của cơ bắp càng giảm, động tác của thi thể theo đó càng cứng nhắc khiến ngươi càng khó khống chế. Trái lại, nếu thi thể mới chết chưa lâu, trong người vẫn còn linh lực chưa tan hết thì chỉ cần khống chế hợp lý, thậm chí còn có thể phát huy bản năng chiến đấu của nó lúc còn sống. Viên Minh ghi nhớ những lời này trong lòng, nhưng vẫn không đình chỉ khống thi. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, trong núi rừng tràn ngập sương mù, một cái thi thể màu đen đã phân hủy nghiêm trọng lảo đảo từ trong sương mù bước ra, cứng ngắc đi tới trước mặt Viên Minh. Chớp mắt sau đó, thi thể ngã, vật ra đất. Rồi một con hồn nha màu đen bay ra từ chỗ mi tâm nó, chui vào trong thức hải Viên Minh. Trong khi đó, Viên Minh dẫu mặt mày đầy vẻ mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng khó giấu. Sau một đêm tập luyện liên tục, gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của bốn con hồn nha, hắn cuối cùng cũng đã nắm vững bí quyết khống chế thi thể, đồng thời cũng chấm dứt cảm giác như mình và thi thể là một cặp song sinh dính liền. Ngươi thực sự có chút thiên phú trên phương diện tu hồn, chỉ tốn chút ít thời gian đã có thể luyện khống thi thuần thục tới mức độ này. Như vậy cũng đã không dễ chút nào, gần bằng 1/10 ta năm đó. Tịch Ảnh lên tiếng bình phẩm, hiển nhiên cả đêm qua nó vẫn ở bên người Viên Minh. Có thể kể cho ta chuyện năm đó của ngươi không? Viên Minh cực kỳ tò mò hỏi. Không có tiếng trả lời, mèo bạc Tịch Ảnh đã rời đi.
Viên Minh hướng về phía Tịch Ảnh rời đi nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại tắm mình trong nắng mai, tiếp tục đả tọa tu luyện, tu dưỡng thần hồn. Nhưng đúng vào thời khắc mà tâm thần hắn vừa đắm chìm, trong đầu bỗng ông một tiếng như có thiên trung bị gõ vang. Ngay sau đó, từng hình ảnh đứt đoạn hiện lên trong đầu hắn như thủy triều quét qua. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, nhịn không được đưa hai tay ôm đầu, ngã quỵ qua một bên. Một lúc lâu sau, hắn người đầy mồ hôi lạnh mới ngừng run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tầm mắt của hắn nhưng lại, ánh mắt trong trẻo như không có thay đổi gì, lại như đã không còn giống như lúc trước. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, Cơ hội trúc cơ. Hai ngày sau, Viên Minh trở lại tông môn nhưng hắn không quay về hỏa luyện đường mà đi thẳng tới hành chấp đường, dự định tìm một nhiệm vụ phù hợp với bản thân, tranh thủ tích lũy điểm cống hiến. Nhưng khi tới quảng trường bên ngoài hành chấp đường, hắn lại phát nơi này người ra kẻ vào, náo nhiệt khác thường. Gần trăm đệ tử các đường đang chen chúc vây quanh một bảng thông báo. Không biết trên đó có tin tức hấp dẫn gì mà khiến bọn họ quan tâm tới vậy, ai nấy đều hưng phấn bừng bừng, trò chuyện vô cùng rôm rả. Viên Minh nổi lòng hiếu kỳ, vất vả chen lấn một hồi giữa đám người mới tới được cạnh bảng thông báo. Khi nhón chân nhìn lên, hắn phát hiện trên bảng có dán một tờ thông báo màu đỏ bắt mắt với nội dung là bố cáo do tông môn đưa ra. Bạch Lộc Khâu hội minh, chỉ mới nhìn lướt qua, lòng hiếu kỳ trong Viên Minh đã dâng lên. Hắn quay đầu nhìn sang một đệ tử mặt trong đang hưng phấn bừng bừng, hỏi, xin chào sư huynh, không biết Bạch Lộc Khâu hội minh này là thế nào? Ngay cả Bạch Lộc Khâu hội minh cũng không biết, ngươi có phải tu quá hóa ngốc rồi không? Người kia nhìn hắn một chút rồi đáp với vẻ xem thường. Nhập môn chưa lâu, thực sự không hiểu rõ, xin sư huynh giải thích một chút. Viên Minh cười nói, Bạch Lộc Khâu hội minh là thịnh sự giao lưu do ngũ đại tông môn Bắc Vực Nam Cương phối hợp tổ chức, cứ 10 năm tiến hành một lần. Đến lúc ấy lớp tinh anh trẻ tuổi của ngũ đại tông sẽ tụ tập, ngươi vừa nhập tông chưa được bao lâu, hẳn là không có cơ hội tham gia. Một đệ tử luyện lô đường dáng cao gầy nói xen vào. Bị người khác cướp lời, đệ tử mặt tròn lập tức trừng mắt nhìn đệ tử kia rồi châm chọc, ngươi không phải cũng mới tới sao, nói cứ như có cơ hội tham gia ấy nhỉ. Tham gia hội minh là phải xem thực lực của ngươi cao được đến đâu. Kẻ như ngươi chẳng những không có thực lực, ta còn thấy ngươi đến lá gan tham gia cũng chẳng có. Đệ tử cao gầy không chịu yếu thế, lập tức phản pháo. Ngươi thì có bản lĩnh gì, mỗi lần có được cơ hội tốt còn không phải nhờ quan hệ của sư phụ ngươi. Thấy hai ngươi mặt đỏ tía tai, trông như sắp đánh nhau tới nơi, Viên Minh liền yên lặng lui ra khỏi đám người. Trên bố cáo chỉ nói nửa năm sau sẽ tổ chức Bạch Lộc Khâu hội minh, người có ý định tham gia chỉ cầm báo danh với quản sự đường khẩu của mình là được, ngoài ra thì không nói gì thêm. Viên Minh dù khá tò mò về Bạch Lộc Khâu hội minh này nên mới đi tìm hiểu một chút. Có điều việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là nhanh chóng nâng cao tu vi, thực lực, bằng không có biết thêm nữa cũng chẳng tác dụng gì. Hắn dạo một vòng trong hành chấp đường, thấy không có nhiệm vụ nào phù hợp, bèn quay về hỏa luyện đường, đi thẳng tới hỏa phường, tranh thủ thời gian luyện tập rèn phôi. Luyện khí nhất đạo trung quy vẫn là công phu trên tay, quá lâu không luyện tự nhiên sẽ thấy ngượng tay. Lúc này đã qua giờ Mùi, ca làm việc buổi sáng cũng đã kết thúc, hầu hết các đệ tử đều đã rời đi, chỉ còn mình Viên Minh nhóm hố lửa, bắt đầu đinh đinh đang đang rèn phôi. Hắn hiện tại dù là kỹ xảo hay lực lượng đều ngày càng trở nên thuần thục, hoàn thành việc quai búa ngàn lần cũng không khó khăn gì. Vừa bắt đầu không bao lâu đã lấy lại được cảm giác, rất nhanh đã rèn phôi xong. Khi hắn quay xong một búa cuối cùng, một thanh chế thức trường đao cũng đã được rèn ra. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay từ phía sau lưng vang lên, Phương Cách sư huynh chẳng biết đã tới đây từ lúc nào. Có tiến bộ, đường vân trên thân đao rất đẹp, khí hình cũng rất cân đối. Phương Cách sư huynh khen không tiếc lời. Sư huynh quá khen. Ta lâu rồi không luyện, cảm giác hơi bị lụt nghề. Còn xin sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Viên Minh cười nói. Không cần khiêm tốn, ta đã sớm nhận ra, ngươi làm chuyện gì, dẫu quá trình học tập có thể không ngắn hơn người khác. Tốc độ học không nhanh như người khác, nhưng một khi ngươi đã nắm vững thì phát huynh sẽ rất ổn định. Phương Cách khoát tay áo, nói. Viên Minh nghĩ ngẫm một chút, chợt cảm thấy hắn đúng là như vậy. Bất kể là rèn phôi hay vẽ phù, chỉ cần hắn nắm vững được phương pháp,
tỷ lệ thành công đều rất cao. Đi gặp sư tôn chưa? Phương Cách hỏi. À, hôm nay vừa về tông môn, còn chưa kịp đi bái kiến, không lẽ phía Tam động chủ có căn dặn gì? Viên Minh hơi kinh ngạc hỏi. Hôm qua Trần Uyển sư muội tới tìm ngươi, nói là sư tôn bảo ngươi tới Hậu Sơn một chuyến. Có điều không tìm được ngươi mà nàng lại vội đi bế quan, nên giao việc này lại cho ta, nhờ ta thấy ngươi thì nói cho ngươi biết. Phương Cách đáp. Viên Minh cân nhắc một hồi, liền biết quá nửa là muốn hắn trông nom Hỏa Sàm Nhi. Chút nữa ta sẽ tới Hậu Sơn, trước có còn có chút việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Viên Minh nói, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Phương Cách gật đầu nói, sư huynh, Bạch Lộc Khâu hội minh là vụ gì vậy? Viên Minh hỏi, tới hành chấp đường rồi à? Tính ra cũng chỉ còn khoảng nửa năm. Phương Cách hỏi lại, đúng vậy, ta thấy có không ít đệ tử vây quanh bảng thông báo kia, hình như nói là cái gì thịnh sự 10 năm một lần. Viên Minh đáp, Bạch Lộc Khâu là một vùng tuyệt địa trong thập vạn đại sơn, quanh năm bị chướng khí kịch độc bao phủ, cứ sau 10 năm. Độc chướng ở một số khu vực bên trong sẽ tiêu tán 7 ngày, lúc đó ngũ đại tông môn của Bắc vực Nam Cương chúng ta sẽ liên hợp tiến vào thăm dò Bạch Lộc Khâu. Hội minh chính là hoạt động giao lưu của đệ tử luyện khí kỳ thuộc ngũ đại tông môn, cũng là một lần kiểm tra của các nhà với lực lượng trẻ của mình. Dù sao thì ngũ đại tông môn cũng là đồng khí liên chi. Phương Cách giải thích cặn kẽ. Thăm dò, Viên Minh có chút động tâm. Chính là tìm kiếm các loại linh tài trong Bạch Lộc Khâu. Phương Cách đáp, trong Bạch Lộc Khâu có rất nhiều linh tài sao? Viên Minh truy vấn, cái đó là đương nhiên. Bạch Lộc Khâu là một vùng đất đặc biệt trong cả dãy thập vạn đại sơn, do bị độc chướng bao phủ nên tu sĩ bình thường không cách nào tiến vào bên trong. Hơn nữa còn có một lượng hung thú đông đảo ngăn chặn nên trong đó có rất nhiều kỳ chân dị thú. Và rất nhiều linh tài đặc biệt mà nơi khác không có, ngũ đại tông môn đều có thể thu được không ít lợi ích từ đó. Phương Cách giảng giải, kỳ chân dị thứ, xem ra trong đó cũng không an bình gì. Viên Minh bình phẩm, dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm, trong Bạch Lộc Khâu quanh năm độc chướng hoành hành, sản sinh ra đủ loại độc vật phức tạp, hơn nữa còn có các loại hung thú kỳ dị nên thương vong là không thể tránh được. Huống hồ dạng hội minh này vốn đã có nguy hiểm nhất định, các tông sẽ âm thầm phân cao thấp, dùng thu hoạch của mỗi tông ra để sắp thứ tự. Thế nên giữa các tông cũng sẽ xuất hiện tranh chấp, việc xung đột là khó có thể tránh được. Phương Cách giải thích, Viên Minh khẽ gật đầu không hỏi gì thêm. Sao vậy? Viên sư đệ cũng định tham gia. Phương Cách hỏi. Nào có, ta mới nhập môn không lâu, thực lực còn thấp, cứ thành thật tu hành thì tốt hơn. Viên Minh nói. Hắn vốn đã hơi động tâm, nhưng sau khi trao đổi cùng Phương Cách, hắn liền tạm bỏ suy nghĩ tham gia, dù sao vẫn còn nửa năm thời gian, đến lúc đó tùy cơ. Hành sự đi. Thành thật tu hành mới là chính đạo, huống hồ thời gian nhập môn của ngươi rất ngắn, không cần vội nghĩ chuyện trúc cơ nên cũng không nhất thiết phải tham gia. Phương Cách khẽ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với ý nghĩ thiết thực của Viên Minh. Ý của sư huynh là việc này có quan hệ với việc trúc cơ. Viên Minh nghi hoặc hỏi. Tông môn rất coi trọng kết quả của Bạch Lộc Khâu, cũng vì khích lệ đệ tử luyện khí kỳ, tuyển chọn đệ tử có tiềm lực nên có thêm các loại khen thưởng dành cho đệ tử tham gia. Mọi bảo vật lấy được từ trong Bạch Lộc Khâu đều có thể đổi ra điểm cống hiến tông môn, từ đó đổi tiếp lấy các loại pháp khí, linh tài, đan dược, thậm chí là công pháp. Riêng với đệ tử có biểu hiện kiệt xuất, tông môn có thể sẽ bản thượng một cơ hội trúc cơ. Nhưng ngươi thì đừng có nghĩ. Phương Cách tiếp tục giảng giải. Khi nghe tới đoạn liên quan tới trúc cơ, hai mắt Viên Minh sáng hẳn lên. Dù hắn mới bước lên con đường tu tiên nhưng cũng hiểu rõ, với tu sĩ mà nói, trúc cơ được xem là quan ải đầu tiên trên con đường tu hành dài dằng dặc. Trúc cơ thành công và không thành công tương ứng với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau trong tương lai. Nói vậy bởi, việc trúc cơ hay không trúc cơ có liên quan đến thọ nguyên. Người bình thường cả đời chung quy cũng chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, đúng như câu nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nhưng khi bước lên con đường tu hành, chỉ cần tu luyện công pháp tương đối chính thống là có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy nên đại đa số tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ cần không giữa đường bất ngờ chết yểu, có thể sống tới hơn trăm tuổi cũng không phải việc hiếm lạ. Việc này nếu so với phàm thì đúng là hơn nhiều, nhưng đó cũng chính là điểm cuối, trong khi nếu may mắn trúc cơ thành công, sống tới hơn 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Mà thọ nguyên kéo dài cũng đồng nghĩa với việc có thêm thời gian để tu luyện tới cấp bậc cao hơn, từ đó thu được càng nhiều thọ nguyên.
Viên Minh bây giờ đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, khoảng cách tới luyện khí tầng 10 cũng chỉ còn một bước, mà đợi tới khi đặt chân tới luyện khí tầng 10 là hắn cơ bản đã có tư cách trúc cơ. Vậy nên cơ hội trúc cơ mà Phương Cách nói với hắn chắc chắn không phải là thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vừa nghĩ tới đây, Viên Minh lập tức thay đổi chủ ý. Hắn phải tham gia kỳ Bạch Lộc Khâu hội minh này. Không chỉ là phải tham gia, còn phải sớm chuẩn bị chu toàn mọi thứ, dốc hết khả năng đoạt lấy cơ hội trúc cơ vô cùng quý giá kia. Làm vậy là bơi muốn trúc cơ thành công mà không có tài nguyên tông môn hỗ trợ, chỉ bằng vào bản thân hắn thì có tu luyện thế nào cũng không có khả năng thành công. Sau khi từ biệt rời khỏi hỏa phường, Viên Minh liền đi thẳng tới phía hậu sơn. Khi tới chỗ bên ngoài tòa tiểu viện của Tam Động Chủ, Viên Minh bèn sửa sang lại quần áo, đoạn cất cao giọng nói, đệ tử Viên Minh bái kiến, Tam Động Chủ. Lời vừa dứt, một cái đầu nhỏ bỗng từ trên tường rào của tiểu viện ló ra, hai con mắt như hai hạt đỗ đen quay tít một vòng, nhìn chằm chằm Viên Minh rồi rít lên một tiếng. Ngay sau đó, cái bóng màu đỏ kia liền nhảy ra khỏi tiểu viện, nhoáng cái đã bò lên đầu vai Viên Minh, đoạn ra sức cọ đầu vào cổ Viên Minh một cách vô cùng thân thiết. Viên Minh kéo nó từ trên cổ xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Đúng lúc này, cửa tiểu viện két một tiếng rồi tự động mở ra. Vào đi, tiếng Tam Động Chủ từ trong viện truyền ra. Viên Minh ôm Hỏa Sàm Nhi bước nhanh vào trong viện, liếc mắt một cái liền thấy Tam Động Chủ đang ngồi bên bàn đá. Viên Minh bái kiến Tam Động Chủ. Viên Minh đặt Hỏa Sàm Nhi lên vai, bước tới hành lễ. Tam Động Chủ liếc mắt nhìn cử chỉ thân mật của Chồn Lửa, song khẽ gật đầu nói, nghe Phương Cách nói lúc trước ngươi ra ngoài bế quan tu luyện. Vâng, đệ tử hôm nay vừa mới trở về tông môn. Viên Minh đáp, sắp tới ta cần bế quan lần nữa, Hỏa Sàm Nhi cần ngươi chăm sóc một thời gian. Tam Động Chủ nói thẳng vào vấn đề. Chương 140, gặp lại Ổ Lỗ. Tam Động Chủ, đệ tử có thể hỏi người lần này cần bế quan bao lâu không? Viên Minh nghe vậy, do dự một lát rồi hỏi. Nhanh thì mấy tuần, lâu thì mấy tháng. Ngươi có chuyện gì khác sao? Tam Động Chủ khẽ nhíu mày, trông có vẻ không vui. Vâng là thế này, đệ tử định nửa năm sau tham gia Bạch Lộc Khâu hội minh, trong khoảng thời gian này còn phải chuẩn bị một chút, vậy nên khả năng không cách nào trông nom Hỏa Sàm Nhi trong thời gian dài được. Viên Minh thoáng cân nhắc, xong liền giải thích. Ngươi muốn tham gia Bạch Lộc Khâu hội minh. Ta nhớ không nhầm thì mới mang ngươi nhập tông cũng chưa được bao lâu nhỉ? Tam Động Chủ kinh ngạc, rõ ràng nàng khá bất ngờ. Đúng vậy, ân tình của Tam Động Chủ, đệ tử cả đời không quên. Viên Minh ôm quyền nói. Mỗi lần hội mình đều có tử thương, ngươi vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận thú nô, cứ an tâm tu luyện, không nên đi mạo hiểm. Tam Động Chủ khuyên nhủ, khó có được cơ hội thế này, đệ tử cam nguyện mạo hiểm một lần. Ta đọc trong sách có dạy một đạo lý, đó là cây non trong nhà ấm không lớn được. Viên Minh kiên định nói, được rồi, ngươi đã nghĩ kỹ thì ta sẽ báo tên của ngươi lên. Tam Động Chủ nói, đa tạ, trong khoảng thời gian tới ta sẽ để tâm chăm sóc Hỏa Sàm Nhi, xin Tam Động Chủ yên tâm. Viên Minh lên tiếng cảm tạ, đệ tử lần này còn có một yêu cầu quá phận, trước xin Tam Động Chủ chớ trách tội. Viên Minh tiếp tục nói, có chuyện cứ nói thẳng. Tam Động Chủ đáp gọn. Đệ tử lần này không cần những thù lao khác, chỉ hy vọng có thể thỉnh giáo Tam Động Chủ một vấn đề, phải làm thế nào mới có thể nâng cấp Thanh Ngư Kiếm trở thành pháp khí chân chính. Viên Minh thấy hơi vững dạ bèn hỏi, ngươi hỏi cái này là để chuẩn bị cho Bạch Lộc Khâu hội minh. Tam Động Chủ vừa nghe xong đã đoán ra suy nghĩ của Viên Minh. Vâng, chuyện gì cũng không giấu được người. Kiếm này vẫn luôn theo bên người, mấy lần cùng ta ngăn địch, ta vẫn luôn muốn luyện chế nó thành pháp khí đồng hành, có điều nhờ A Mộc Hợp sư huynh tư vấn. Nghe hắn nói mới biết Thanh Ngư Kiếm khác với những kiện nữ pháp khí khác, linh lực bên trong nó ngưng luyện dị thường, căn bản không thể mở lò rèn đúc lại để tiến cấp pháp khí. Viên Minh nói, nghe lời này, Tam Động Chủ gật đầu đồng ý. A Mộc Hợp nói cũng không sai, năm đó khi luyện chế Thanh Ngư Kiếm này, ta tâm khí quá cao, dốc hết tâm sức thu thập nhiều loại linh tài phẩm chất cao. Một lòng muốn luyện chế ra một kiện pháp khí thượng phẩm, chỉ tiếc cuối cùng lại thiếu linh tài thiên niên hàn tinh mà mãi không thể tìm được. Nóng lòng cầu thành, liền sớm luyện chế ra cây Thanh Ngư Kiếm nửa pháp khí này. Tam Động Chủ có chút tiếc nuối nói. Viên Minh nghe vậy, trong lòng không khỏi có phần nhụt chí. Hắn từng nghe tới đại danh của loại thiên niên hàn tinh kia,
Trong Bích La Động cũng có không cuốn sách có liên quan tới linh tài đề cập tới loại linh tài chân quý này. Nó gần như là lựa chọn duy nhất để luyện chế pháp khí thượng phẩm, thậm chí là pháp khí cực phẩm thuộc tính âm hàn. Lấy tu vi và thân phận của Tam Động Chủ mà vẫn không tìm được loại bảo vật này, một tu sĩ luyện khí kỳ như Viên Minh tự nhiên là càng không có khả năng chạm tới nó. Nhìn thần sắc Viên Minh thay đổi, Tam Động Chủ liền biết hắn nghĩ gì, bèn mở miệng nói. Nếu chỉ là muốn nâng Thanh Ngư kiếm lên cấp độ pháp khí, ngươi cũng có thể thử đi tìm một ít khoáng thạch thuộc tính âm hàn cấp thấp. Nếu ngươi tìm được vật liệu phù hợp, ta sẽ luyện chế giúp ngươi. Tam Động Chủ, ngươi sẽ luyện chế giúp ta. Niềm vui bất ngờ đến khiến Viên Minh thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Chớ vội mừng, ta luyện chế Thanh Ngư kiếm giúp ngươi cũng là có điều kiện. Tam Động Chủ nói, mời người nói. Viên Minh khẽ gật đầu, cảm thấy như thế này mới hợp lý. Trong Bạch Lộc Khâu có rất nhiều linh tài đặc biệt mà bên ngoài khó mà tìm được. Ta nhận được tin nói, lần trước từng có Tăng Nhan, đệ tử Hắc Hỏa Môn mang về Bạch Viêm Tinh Kim. Lần này ta cần ngươi tiếp cận đệ tử của Hắc Hỏa Môn này, nàng chắc chắn sẽ còn đi tìm loại linh tài kia. Ngươi lựa thời cơ lấy túi chữ vật của nàng ta. Tam Động Chủ nói, Tam Động Chủ, người này thực lực thế nào? Có đồng môn Hắc Hỏa Môn nào khác trợ giúp không? Viên Minh nghe vậy, trầm ngâm hỏi. Người này chỉ là luyện khí tầng 8, 9, Thanh Ngư kiếm của ngươi dư sức đối phó. Tam Động Chủ đáp, nếu là vậy, đệ tử nhất định dốc toàn lực. Viên Minh nói, còn nữa, Trần Uyển cũng không biết lượng sức, đã quyết định tham gia hội minh lần này nên gần đây đã bế quan. Tới lúc đó, các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng hoàn thành việc này. Tam Động Chủ nói thêm, chuyện này là đương nhiên. Viên Minh gật đầu đáp ứng. Được rồi, ngươi trước cứ thử tìm kiếm linh tài đi, nếu có thể luyện chế. Xong trước khi Bạch Lộc Khâu hội minh diễn ra thì tốt. Tam Động Chủ dặn câu cuối. Nói một câu cảm tạ xong, Viên Minh liền mang Hỏa Xàm Nhi rời đi. Buổi tối đúng lúc thấy Mèo Bạc Tịch Ảnh xuất hiện, hắn liền tranh thủ thỉnh giáo một số vấn đề liên quan tới việc tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Sau đấy lại báo chuyện liên quan đến Bạch Lộc Khâu hội minh cho đối phương biết. Tịch Ảnh nghe xong thì như đã sớm biết, chỉ ném lại một câu loại chuyện trẻ con chơi đồ hàng này, ta không hứng thú, xong liền quay người biến mất trong đêm tối. Viên Minh từ lâu đã quen với tính cách Tịch Ảnh nên không mấy bận tâm, lại tiếp tục tự mình tu luyện. Hỏa Xàm Nhi đã lâu mới lại được hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu kia, vô thức muốn rúc vào ngực Viên Minh, nhưng khi vừa xích lại gần, nó lại sực nhớ ra, chột dạ nhìn về phía cửa sổ. Dù không nhìn thấy bóng dáng Tịch Ảnh, nó cuối cùng cũng chỉ dám bước tới bên chân Viên Minh rồi nằm xuống. Hôm sau, Viên Minh sáng sớm đã tới Quy Tàng Các, dùng ít điểm cống hiến còn dư đổi lấy hai môn thuật pháp. Một trong đó có tên là Thanh Kiếm Thuật, thuật pháp bậc trung dành cho luyện khí kỳ. Đây chính là bản nâng cấp của Mộc Thứ Thuật, cơ bản vẫn là thuật pháp phóng ra gai gỗ, chỉ khác là không cần phải ngưng tụ từ trong lòng đất hoặc cây cối nữa, thay vào đó. Người dùng chỉ cần điều chuyển pháp lực của mình là có thể lăng không ngưng tụ ra gai gỗ bén nhọn, đồng thời có thể cách không phát xạ giống như điều khiển phi kiếm, uy lực và tốc độ đều không tầm thường. Môn thứ hai là một thuật pháp phòng ngự cấp thấp có tên là Mộc Thuẫn Thuật. Khi thi triển thuật này cần ngưng tụ pháp lực, thông qua một phương thức vận hành đặc thù để pháp lực cùng bắn ra từ lòng bàn tay và năm ngón tay. Từ đó ngưng tụ ra một tấm khiên tròn màu xanh có chu vi 3 thước. Khiên tròn khi xuất hiện, trên phần mặt khiên do ánh sáng xanh tụ thành, sẽ xuất hiện một tầng vân gỗ, nhìn giống như một mặt khiên bằng gỗ tươi. Khiên này có thể đỡ được một số thuật pháp công kích cấp thấp, cấp trung của luyện khí kỳ. Trong tay đã có thuật pháp, Viên Minh liền bắt đầu tranh thủ luyện tập. Bởi đã có Mộc Thứ Thuật làm cơ sở nên hắn học Thanh Kiếm Thuật vô cùng thuận lợi, chỉ sau 3 ngày đã nắm được yếu quyết cơ bản. Trái lại, việc tu luyện Mộc Thuẫn Thuật lại khiến Viên Minh tốn không ít tinh lực. Thuật này dù chỉ là pháp thuật phòng ngự cấp thấp, nhưng để thi triển được ra lại không dễ, cần phải vận chuyển, thu phát pháp lực một cách vô cùng chính xác. Pháp lực phát ra từ 5 đầu ngón tay nhất định phải đều nhau, nếu không sẽ rất khó ngưng tụ ra mặt khiên tròn trịa. Một khi mặt khiên méo, lệch, hiệu quả phòng ngự của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Viên Minh phải mất thời gian gần nửa tháng mới nắm giữ được thuật pháp này, đúng lúc đó lại thấy Trần Uyển tới đưa báo tin Tam Động Chủ đã xuất quan. Chập tối, Viên Minh đi tới hậu sơn trả Hỏa Xàm Nhi cho Tam Động Chủ. Thấy hắn còn chưa tìm được linh tài để luyện chế Thanh Ngư kiếm, lại không cần ban thưởng điểm cống hiến, nàng liền tặng luôn túi chữ vật và túi linh thú lúc trước cho hắn mượn.
Sau khi nói lời cảm tạ, Viên Minh liền rời khỏi Hỏa Luyện Đường. Khi đi tới giữa một mảnh thung lũng cạnh ngọn núi của Luyện Lô Đường, Viên Minh trông thấy Ô Lỗ. Khoảng thời gian trước vì tránh hiểm nghi, Viên Minh dù đi du lịch quay về cũng không đi gặp Ô Lỗ. Lần này sau khi kết thúc bế quan, hắn mới chú tâm để ý tin tức phía Ngự Thú Đường và Thú Nô Đường, thấy hai bên vẫn sóng lặng gió yên mới chủ động định ngày hẹn Ô Lỗ. Nhưng khi vừa thấy Ô Lỗ, Viên Minh lại thấy hơi bất ngờ. Ô Lỗ trước mắt thân vận phục sức của đệ tử ký danh Ngự Thú Đường, miệng treo nụ cười ung dung, khí thế cả người đều thay đổi rất nhiều. Viên huynh sao lại nhìn ta như vậy? Ô Lỗ đắc ý cười nói. Ô Lỗ huynh thay đổi nhiều quá, nhất thời nhận không ra. Viên Minh đáp. Sau khi Khôn Đồ chết, ta được Mông Sơn trưởng lão coi trọng, thấy tư chất không tệ, bèn thuận thế thêm ta vào. May mà ta coi như tay chân nhanh nhẹn, tranh thủ được cái thân phận đệ tử ký danh. Sau này còn xin viên huynh chiếu cố nhiều hơn. Ô Lỗ giải thích. Chúc mừng, ngươi thật là có bản lĩnh, sau này ta còn phải nhờ Ô Lỗ huynh chiếu cố. Viên Minh khách khí đáp. Viên huynh khiêm tốn quá. Ta kể cho ngươi cái này, lần trước xảy ra biến cố bất ngờ, Khôn Đồ sư huynh đột tử, tiếp đó tông môn có phái người đi điều tra, nhưng kết quả là không tra ra được gì, cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt đã qua nửa năm rồi, sợ là rất khó tìm được hung thủ. Ô Lỗ nói thêm. Vậy phải làm sao mới ổn? Chúng ta sau này ra ngoài làm công vụ chẳng lẽ cứ phải nơm nớp lo sợ sao? Viên Minh ngoài mặt làm bộ kinh hoàng nhưng trong lòng như chút được gánh nặng ngàn cân. Chuyện này thì có cái gì phải lo, ta nghĩ tông môn thời gian này sẽ không phải mấy người chúng ta ra ngoài đâu. Tất cả mọi người có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Ô Lỗ lại vừa cười vừa nói. Viên Minh nghe vậy hơi giật mình. Viên huynh, Bạch Lộc Khâu hội minh sắp mở ra, ngươi sẽ tham gia chứ? Ô Lỗ đổi đề tài hỏi. Ta đang định tham gia, ngươi thì sao? Viên Minh hỏi lại. Ngươi thực sự muốn tham gia? Ta còn tưởng sau tai nạn lần trước ngươi sẽ không muốn mạo hiểm nữa chứ? Ô Lỗ ngạc nhiên nói. Muốn có tiến bộ thì sao có thể không mạo hiểm một chút chứ? Viên Minh cười khổ đáp. Cũng phải, lần này ta cũng định đi thử thời vận. Chỉ dựa vào tài nguyên tông môn mà tu luyện thì sao có thể đề thăng tu vi? Chúng ta tới lúc đó phải hỗ trợ lẫn nhau mới được. Ô Lỗ khẽ gật đầu, cười nói. Ô Lỗ huynh luôn mưu tính sâu xa, chỗ nào lại cần ta hỗ trợ? Viên Minh nhìn y một cái rồi nói. Trải qua sự việc lần trước, hắn đã ý thức được thân phận Ô Lỗ e rằng không đơn giản. Một người xuất thân dã nhân, chắc chắn không thể có loại kiến thức, tâm tính và thủ đoạn như vậy được. Viên huynh có chỗ chưa biết, ta từng nghe ngóng được từ người khác qua nhiều lần hội minh. Không chỉ có ngũ đại môn phái có tranh đấu sống chết với nhau, ngay cả người chúng ta vì kiếm chút vật ngoài thân cũng sẽ đấu đá. Thế nên trước kỳ hội minh lần này, tông môn sẽ triệu tập tất cả các đệ tử tham gia lại, rồi lập ra quy củ, đại trưởng lão có thể cũng sẽ ra mặt. Ô Lỗ nói, lại còn có chuyện như vậy, đệ tử đồng tông sao có thể tự giết lẫn nhau chứ? Các trưởng lão đúng là phải can thiệp vào. Viên Minh tức giận nói, đây là thông tin mà Tam Động Chủ không đề cập tới. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.